sản phẩm trở lên giúp em nha các chị yêu nhá. 0885.000 cho em màu hồng này. Hồng nhá, đẹp chưa? Này đẹp lắm. Này lên người em xấu xấu này nhìn mà đẹp thế nhỉ. 08 cho em màu hồng này. 08 lên cho em màu xanh này. Đẹp chưa? Màu xanh này. 08 lên cho em màu trắng này. Xanh trắng này, hồng này và màu be nhá mọi người nhá. Xanh trắng hồng và màu be cho em khoảng 85.000 một cái thôi ạ. 85.000 mã hàng 08 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá mọi người nhá. 15 tới 35 cân liền, cái này size to đấy. 15 tới 35 cân cho em nha mọi người. Rồi qua mã nha, chị nào lấy 08 comment 08 giúp em. 08 cho em nha mọi người. Rồi cái này em tặng luôn này. Mã hàng tiếp theo nhá, Nguyễn Thị Lan có rồi. Bánh này còn rất nhiều. Ngọc Liên có 08 này, thật Hana có 08 ok này, 35 cân quay về vừa, 35-37 cân vừa nha chị. Rồi mã tiếp theo. Mã tiếp theo lên cho em, con này có size màu gì em? Size gì? Rồi lên tiếp cho em mã tiếp theo lên cho em này. Váy cổ yếm nhá, váy cổ yếm. Mã tiếp theo lên cho em mã số 09 này. Các chị chốt xong 08 chưa? Rồi lên con này cho em mã số là 09 cho em ạ. Con này có full size cho bé là từ 15 cân cho tới 35 cân cho em. 15 tới 35 cân cho em nhá mọi người nhá. Cái này em tặng luôn các chị luôn này, 69.000 một cái nhá. 69.000 đồng cho em. Mã hàng lên cho em là 09 đi. 09 váy cổ yếm cho em có màu trắng này. Và 09 là lên cho em màu vàng nha mọi người nhá. Màu vàng be. Vàng be vàng mỡ gà. Cái này chất liệu của nó là đuối lanh nên là nó không bị nhăn mà rất là mát, dáng A nha mọi người nhá. Cái này dáng baby doll A cho em này. Đó thấy chưa? Cái bên dưới có đuôi bèo rất là xinh luôn. Mã này lên cho em là 09 này, có phối nơ. Có phối nơ trước ngực cho em, nơ liền nhá. Cái này là nơ liền cho em, 69.000 một cái thôi. 69.000 size 35 cân quay lại á. Cái này 30-35 cân mặc vừa nha chị nhá. Hoa có mây rồi, có 08 rồi, hồng rồi. Huỳnh Duyên này, có 08 ok này. Mã này em đang cầm trên tay là 09 cho em, 09 nha mọi người nhá. 15-35 cân cho em. 15-35 cân cho em với giá là 69.000 một cái nha. 69.000 đồng cho em. Rất là mát, cái này mát, siêu mát luôn á. Cực kỳ mát luôn. Mặt sau đây ạ. Đây mặt sau đây nha mọi người nhá. 69.000 size 35 cân quay đầu. 15 cân tới 35 cân cho em, 69.000. Mọi người vui lòng đi đơn từ 2 sản phẩm trở lên giúp em với các chị yêu nhá. Cố gắng đi đơn từ 2 sản phẩm cho em với ạ. Đơn lẻ một cái là nhà em không gọi điện đâu. Nên các chị cố gắng nha mọi người. Ok, Út Lê có 09 ok này, Thật Hana có 09 này, Mùi Đoàn có 08 ok, Hình Duyên có 08 rồi ok. 09, 69.000 một cái thôi. 69.000 thôi, hàng trăm 8 giờ sale 69.000 đồng cho em. Lên đúng cú pháp mã xã kèm cân nặng kèm số điện thoại nhá. Các chị lên đúng mã xã nha mọi người nhá. Lên đúng mã hàng không có là lấy nhầm hàng nha mọi người nhá. Mã số lên cho em là 09 đi. 35 cân thì tầm 10 tuổi quay lại cho em. 15 cân 4 tuổi trở lên nhá. 15 cân 4 tuổi trở lên cho tới 35 cân 10 tuổi quay về. 10 tuổi quay về cho em mã số 09 nha. Nữ Mùi có 08 ok, Vân Hà 09, Thảo Loan có 09 này ok này, màu Thảo Loan có 08 ok chị này. Đồ bộ có nha chị yêu ơi, tí nữa có đồ bộ, bây giờ em lên đồ bộ luôn các chị luôn. Rồi ok, Hoàng Thư có 09 ok, anh Mùi, anh Mai, Ánh Mai có 09 ok, mình nhìn xa nó hơi bị lõa. Rồi 09 nha, 09 cho em. Đẹp chưa? Này đẹp quá, váy cổ yếm nha mọi người nhá. Đây nhìn gần này, xinh lắm. Rất là xinh mà mát, quan trọng là nó mát các chị yêu ạ. Con nhà mình mặc nó thoải mái là các chị cứ mua cho em. Mặc chất rất là mát luôn nhá. 69.000 một cái thôi ạ. 69.000 mã hàng 09 cho em, 35 cân quay đầu. 15 cân tới 35 cân, 4 tuổi tới 10 tuổi mặc vừa cho em nhá. 4 tuổi tới 10 tuổi mặc vừa cho em. Rất là mát luôn. Bao mát, bao chất, bao giá, bao kiểm hàng cho mọi người. Ship từ 2 sản phẩm trở lên và toàn quốc, ship toàn quốc là 30.000 cho em nhá. Hôm nay tại bộ lần lẫn chưa có còn không em? Lên bộ lẫn hả? Ok. Rồi chị nào lấy 09 này thì comment 09 cho em nha các bác nhá. 09 cho em nhá, qua mã nhá. 09 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em đi. Mã tiếp theo lên cho em này. Váy chấm bi còn không? Rồi lên bộ đi đã nào. Rồi em lên cho các chị một loại bộ lẫn nha mọi người nhá. À thế này. Mã tiếp theo lên cho em mã số 10 này. Mã hàng số 10 lên cho em một loạt bộ lẫn luôn, cái kiểu như là mối kiểu còn một bộ ấy. Mối kiểu còn một bộ nên em tặng các chị luôn, cái này 55.000 một bộ luôn nhá. 55.000
35.000 một bộ luôn. Mã này lên cho em mã số 10 đi, size là size gì em? Size 20 cân tới 33 cân cho em này. Lên cho em bộ nha mọi người. Bộ thì chọn bộ ngẫu nhiên thôi ạ. Em tặng 55.000 một bộ cho các chị thôi nhá. Hàng cốt tông 100% luôn cho em. Ngọc Đường có 09 ok, Mùi Đoàn có 09 ok. Bộ dài tay thì em chưa có chị yêu ạ. Bộ dài tay em chưa có nha, 1-2 hôm nữa nha chị yêu nhá. Ánh Mai có rồi ok, Thu Nguyệt có rồi này, Thật Hana có rồi ok nhá, Nguyễn Được có rồi. Rồi mã này lên cho em mã số 10 bộ short cho em nhá, bộ quần short cho em này. Mã số 10 em chỉ có tầm 10 bộ thôi, em tặng 55.000 các chị ơi. Tặng 55.000 nhưng mà không lựa màu ngọc cũng không lựa kiểu được, toàn bộ cái này là theo này. Nghe em, cái này là theo cho em nhá mọi người nhá. Mã hàng số 10 theo cho em 55.000 một bộ thôi ạ. 55.000 một bộ, bình thường em đang bán là 120-150 một bộ, bây giờ em tặng còn mấy bộ lẻ size. Phương Lan lấy bộ cho em xin số điện thoại nha. Thần Tài có 09 màu beo, ok Phương Lan lên số điện thoại cho em này. Mã số 10 nhá, Phương Lan lên số điện thoại. Thuận Trần có 09 ok, bộ mã số 10 kèm không chọn màu và cũng không chọn kiểu nên các chị yêu cố gắng là không chọn màu và không chọn kiểu cho em nhá mọi người nhá. Đây theo này, bộ rất là đẹp, tặng có 55.000 một bộ thôi nha mọi người, chất rất là đẹp luôn ạ. Chọn hình ngẫu nhiên, bộ ngẫu nhiên cho em 55.000 đồng một bộ thôi. Mã số 10 kèm cân nặng cho em đi. Mã số 10 kèm cân nặng cho em bộ ngẫu nhiên. Gọi là bộ ngẫu nhiên từ 20 cân này, 20 cân 4 tuổi cho tới 33 cân thì tầm 9 tuổi quay lại mặc vừa cho em nhá. 33 cân 9 tuổi mặc vừa, 55.000 không đẹp không lấy tiền luôn. Đấy chất rất là đẹp luôn mà toàn bộ là theo nhá. Phần này là theo cho em nhá mọi người nhá. 55.000 cho em. Đấy theo này. 55.000 đồng một bộ cho em nhá mọi người nhá. Theo này. 55.000 một bộ mã hàng số 10 cho em theo này. Đó. Toàn bộ là quần short nha mọi người nhá. Quần short cho em 55.000 một bộ thôi ạ. Mã hàng số 10 kèm cân nặng 33 cân quay đầu cho em nhá mọi người nhá. Bông bông có này, khuyên san có này, hoa quả mây có, bông bông có rồi. Rồi ok nhá. Ngân Nguyễn có này, ok Loan Nguyễn có 10 ok nhá. Có bộ 2 dây. Bộ 2 dây à. Hôm nay hết mất bộ 2 dây rồi chị yêu ạ. Hôm nay hết mất bộ 2 dây rồi. Lê Hành có 09 ok này. Mã bộ số 10 nha các chị yêu ơi, bộ số 10 55.000 một bộ thôi nhá. 55.000 một bộ cho em, có bộ săn nách thôi không có bộ 2 dây. Rồi mã số 10 55.000. Chân Chân Nguyên chỉ lên số điện thoại đi, chị Lê Thu lên số điện thoại đi ạ. Chân Chân Nguyên nhắc từ lúc nãy. Chân Chân Nguyên lên số điện thoại cho em ở đâu để chặn không ạ? Chân Chân Nguyên lên số điện thoại đi tình yêu ơi. Chân Chân Nguyên lên số điện thoại cho em nào. Rồi lên cho em có vé xong em tặng luôn này. Rồi mã tiếp theo lên cho em mã số 10 size gì nhỉ? Ok Lê Hạnh có này, Ngọc Trân. Ngọc Trân á. Ngọc Trân lên số điện thoại đi chưa? À Ngọc Trân lên số chưa? Nhiên Nguyễn có này, Lê Trang có này, Trân Trân Nguyên lên số điện thoại đi. Hồng Nguyễn có này ok. Rồi lên cho em mã số 11 này. Cái này lên cho em mã số 11, váy này em tặng luôn 15 tới 20 cân này. 15 tới 20 cân của Zen nhá. Cái này size của Zen cho em này. Lê Thu có lên số điện thoại đi à? Lê Thu lên số điện thoại cho em nào. Váy này tặng luôn 9.000 một cái. Cái này còn nhiều không em? Số lượng còn nhiều không để chị tặng hết? 15 cái á. 15 cái. Tặng hết đi. Cái này hôm nay chị nào mà bán, chị nào mà lấy hàng nhà em về bán á, em nói thật là mua được rất là rẻ luôn. Rồi mã tiếp theo lên cho em mã số 10 mấy nhá, 11 à. Mã số 11 nhá. 15 tới 20 cân cho em váy sọc cổ ren này. Sọc cổ ren tặng luôn cho em này. 59.000 một váy nhá. 59.000 đồng cho em mã số 11, 20 cân quay đầu cho em nhá. Rồi mã số 10 cho Bích Hoa ok này, Lê Thu có rồi, ôi lộn số điện thoại rồi ok Loan Nguyễn này. Các chị phải nhớ là để ý số điện thoại xem có đúng số không. Tại vì khi mà gọi nhầm số là nhà em sẽ xả hàng ra luôn nhá mọi người nhá. Rồi mã này lên cho em mã số ạ. Đợi xíu em lên hết cho em bộ tiếp cho. Mã số em còn rất Bích Hoa lên số điện thoại đi ạ. Có nhiều bộ lắm ấy nhưng mà tại giãn cách nên là không có xe chở hàng về mọi người nên là không có hàng ấy. Chứ nhiều bộ lắm. Mã này lên cho em là 11 nha. 11 59.000 một váy cổ ren cho em này. Đấy chất liệu rất là mượt và mát luôn cho em nhá mọi người nhá. 59.000, full size 15 cân tới 20 cân cho em, mặt sau có dây buộc thắt eo này. Cái này từ 4 tuổi tới 12 cân thì tầm 6 tuổi quay lại nha mọi người nhá. 4 đến tầm 6 tuổi 20 cân quay đầu. Mã này cho em 11 đi ạ. Mã này lên cho em là 11 nha mọi người nhá. Có 10 cây, 10 hay 15 cái gì đó thôi. Coi 2 dây rồi ok chị. Mỹ Hương có này, Huỳnh Anh có, Huỳnh Anh làm mã bao nhiêu đấy? Các chị lên số điện thoại đi mọi người nhá. Mã hàng kèm số điện thoại cho em. Rồi mã này lên là 11 nhá. Mã số 11 cho em tay hến á. Cái này là tay hến cho em, full size 15 tới 20 cân cho em. 59.000 một cái. Hôm nay em bán rất là rẻ luôn á. 59.000 cho em. Cho xem bánh sọc có
tới 30 cân mã số 12 tặng luôn cho em bộ này nhá, 55.000 một bộ nhá. 55.000 một bộ mã số 12 hàng cốt tông cho em nhá mọi người nhá. Hàng Quảng Châu ấy, cái này hàng Quảng Châu và cốt tông co bản này, này rất là co bản rất là bền luôn. Kim Cương Nguyễn có này 11 này, Phương Thanh có 08 này và ok này. Rồi mã này lên cho em này, 12 55.000 một bộ. Mã số 11 25 cân còn em. Còn nha chị Phạm Nhung nhá, Phạm Nhung Nga nhá. Còn 25 cân chỉ để lại số điện thoại đi, mã hàng kèm số điện thoại đi. Rồi mã này lên cho em bộ LV sắt nách cho em 55.000 một bộ. 55.000 một bộ, 20 cân cho tới 33 cân quay đầu cho em. 55.000 nhá. 55.000 đồng cho em mã số 12 kèm cân nặng nhá. 12 kèm cân nặng của 55.000 một bộ thôi. Ở đây còn tầm 15 bộ. 15 bộ tặng luôn 55.000 đây quần của nó đây nhá. Dạng Mickey này, cái bé nào thích Mickey luôn á. Co bản 4 chiều nha mọi người nhá. Đây em kéo này. Đấy co bản này, các thấy chưa? Các chị nhìn thấy chưa? Co bản 4 chiều rất là nhiều luôn đó. Co bản rất là mềm. Mã số 12 55.000 một bộ sắt nách cho em 20 cân tới 35 cân cho em nhá. 12 kèm cân nặng, 12 kèm cân nặng kèm số điện thoại. 12 kèm cân nặng kèm số điện thoại cho em là có đơn, cứ lên đúng cú pháp này. Mã hàng kèm cân nặng kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. Nhã Thi có 10 rồi ok này. Chân chân Nguyễn có 12 ok này. Ngân Nguyễn có rồi này. 15kg bộ á chị hay là cái gì ạ? Hay là máy ạ? Máy 15kg rất nhiều. Mã số 12 nhá. Mã số 12. Sao Thái có 11 ok nhá. Các chị yêu ơi, cố gắng đi đơn từ 2-3 sản phẩm trở lên cho em với các chị yêu nhá. Mất 30.000 tiền ship mọi người cứ mua 2-3 sản phẩm cho em. Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em nha. Lên váy sọc, váy buri có tay đi chị. Có tay à? Cái tay này lúc nãy em vừa lên rồi sale xong ấy. Rồi chị nào lấy 12 thì comment bộ 12 cho em 55.000 một bộ nha. 55.000 cho em. Rồi cái tiếp theo. Chị Phương lên số điện thoại đi à. Chị Phương lên số điện thoại cho em ạ. Rồi bộ tiếp thì à quên. Lên tiếp cho em này. Lên vừa lên váy vừa lên bộ nó lại. Bukuri có tay là cái này á hả. Cái này vừa sale rồi. Cái này mã bao nhiêu đấy. Cái này vừa sale rồi này. Mã tặng 4. Cái này là 046. Rồi mã Bukuri này là mã số 759.000. Cái này là mã số 07 này. Cái này là mã số 07 15 tới 18 cân 07 cho em 69.000 này. Đúng không? 07 69.000 cho em 59.000 ạ. À 07 59.000 này. 07 59.000 15 tới 18 cân con này là 07 nha. Bukuri có tay này là 07 nha chị gái nhá. Chị gái nào vừa hỏi em ấy, đó Bukuri có tay này là 07 59.000 cho em. Rồi ok nhá. Bài 30.000 có. Chị Phương lên số điện thoại. Rồi này Sakamura này có 12 ok này. Khu đang phong tỏa không biết có chốt được không? Không đang phong tỏa thì không chốt đơn được đâu chị Nguyễn Vân ạ. À, để qua giãn cách rồi chị đặt nha mọi người nhá. Rồi cái này là mã số 07 cho em nha. 07 cho em nhá. Rồi mã tiếp theo này, cái 2 giây này là mã số 08 nha mọi người nhá. Cái 2 giây này là mã số 08 cho em size 15 cân cho tới 35 cân cho em. Mã hàng 08 này, 2 giây bèo cho em 08 cho em 85.000. Đây là con này là 08 85.000 đồng cho em nhá. Thế nha chị bao nhiêu cân ạ? 08 cho em này, 85.000 cho em có màu hồng này, rất là đẹp luôn ạ. Cái này là chất thô boy cho em. 08 cho em đặt sau này. Mà sau có dây buộc thắt eo, cái này chất liệu của nó là quanter cao cấp cho em nhá. Mã hàng 08 2 giây bèo, 08 cho em màu hồng này. 08 lên cho em màu xanh này, có 85.000 một cái. Hàng 280 bây giờ sale có 85.000. 08 xanh này. 08 lên cho em màu trắng này. Màu trắng cho em 08 này và 08 lên cho em màu be này. Màu be cho em này. Mã hàng 08 85.000 cho em nhá. Mã số 08 85.000 cho em. Đây lên là 08 cho em nha. Bộ nhà em không còn nhiều các chị ơi, chỉ còn 1 2 mẫu bộ nữa thôi các chị ạ. À. Cho sẽ chỗ phong tỏa, bên chỗ phong tỏa bưu điện, nếu như mà chị nhận được hàng vẫn có shipper ship bằng bưu điện qua thì chị vẫn nhận được. Có nghĩa là cái nơi mà có F0 rồi ấy, thì các chị không nhận được hàng đâu, vì cái đấy là phong tỏa hết rồi. Còn cái nào bên chỗ nào mà không có F0 á, mà chỉ là chỉ thị 16 là giãn cách ở nhà thôi thì vẫn nhận hàng bình thường nha các chị yêu nhá. Rồi mã này lên cho em là 08 đi. 08 nhá, màu be này. 08 màu trắng này. 08 lên cho em màu xanh này, đẹp lắm, cái này rất là đẹp luôn. 08 lên cho em màu hồng này, 15 cân tới 35 cân cho em nhá. 15 cân tới 35 cân, 85.000 một cái thôi ạ. 85.000 đồng cho em. 08 cho tủ Lam, ok, tủ Dương, 08 Sương Vân, 08 Nhạc Hana, thật Hana 07k
dây kim cao cấp nha mọi người nhá. Bộ này thì rất là đẹp, cái này em thực ra em không muốn sale á. Cái này em không muốn sale á, tại vì là cái này chắc vòng đẹp lắm. Cái này bình thường là đang bán tại shop là 250 một bộ liền này này. Không biết bán bây giờ bán bao nhiêu tiền được. Mà nhập nó cũng đắt đấy. Mã này lên cho em này, cái này là 100% cotton và hàng Việt Nam xuất khẩu á. Cái này là hàng Việt Nam xuất khẩu này. Mã tiếp theo nha. Chi Phương có này. Chi Phương là lấy mã bao nhiêu? Đó, ok, tươi hồng có 07 rồi nhá. Rồi 07 rồi. Rồi mã này lên cho em mã tiếp theo này. Mã bộ quần ngố nha mọi người nhá. Bộ quần ngố cho em con này có size là từ 20 cân cho tới 30 cân cho em. 20 cân tới 30 cân, nhưng mà cái này mọi người phải chọn màu ngẫu nhiên rồi. Vì là hết mất màu rồi, còn mỗi bộ một màu khác nhau. Em tặng luôn bộ này với giá là hàng cao cấp bây giờ sale 89.000 nhá. 89.000 đồng cho em. 89.000 cho em là lỗ vốn này đây này. Em nhập vào là 140-150 đấy. Mà cái chất nó đẹp dã man luôn. Cái này là càng mặc nó càng lì chất nhá. Cái này là hàng dệt kim cao cấp ạ, hàng Việt Nam xuất khẩu nha mọi người nhá. Mã này lên cho em mã số là 13 nhá mọi người nhá. Mã hàng số 13 bộ cho em này. Bộ eo size cho em nhá. Mã số 13 89.000 một bộ nhá. Cái này các chị nhớ là được kiểm tra hàng trước khi nhận cho em. Chất rất là đẹp luôn ạ. 30 cân quay đầu, 30-31 cân quay đầu cho em. Mã số 13. Bộ này thì có thể mặc đi học thêm cũng được, đi học ở nhà cũng được ấy. Mã số 13 nha. Đơn gọi lúc sáng đi rồi nha chị nhá. Đầm hồng sau lưng em 80.000 nha. Rồi bộ này chị nào lấy bộ thì comment bộ cho em mã số 13 nha mọi người nhá. Chất dệt kim đẹp lắm luôn ấy. Cái bộ này chất rất là đanh chất nha mọi người. Càng mặc nó càng mịn chất nha mọi người nhá. Dáng cái này là dáng thể thao này. Quần là quần ngố nha. Cái này là quần ngố cho em. Đó, quần ngố cho em áo dài này. Size 20 cân tới 30 cân cho em nha mọi người nhá. 20 cân tới 30 cân 89.000 một bộ nhá. Chị nào lấy thì comment mã số lên là 13 cho em 89.000 nha mọi người. Các chị lên cân nặng luôn giúp em với ạ. 13 kèm cân nặng cho em đi. 13 kèm cân nặng 89.000 cho em nhá. Rồi mã tiếp theo em lên này. Lên cho em một con váy này. Mã tiếp theo đầm hồng sau lưng đầm này hả? Đầm này là 05 này. Đầm này là mã số 05 cho em nhá. 05 cho em với giá là 80.000 thôi. 05 80.000 cho em này. Màu be là size 15-30 cân. 15 tới 30 cân màu be nhá. Màu trắng và màu hồng là size 15 cân tới 20 cân cho em. Đây màu trắng và màu hồng 15 tới 20 cân. Mã này em đang cầm trên tay là 05 80.000 cho em. 05 80.000 đồng cho em nha mọi người nhá. 05 80.000. Set này bé 18 cân không ạ? Set này có 18 cân có đấy, có 18 cân là có một bikini vừa 18 cân đấy. Có 18 cân nhá chị Huyền Thương nhá. Cho chị coi gì đó. Kim Cương Nguyễn có 13 ok, Huỳnh Duyên có mã số 10 ok này. Ngân Nguyễn có 13 ok này. Rồi mã này lên cho em là 05 nha. Mã hàng này lên cho em là 05 nha mọi người. Mã số 05 cho em màu hồng với màu trắng là 15 tới 20 cân. Còn riêng màu be là size 15 tới 30 cân cho em với giá là 80.000 nhá. 80.000 đồng. 80.000. Rồi lên cho em một con váy này. Cái này còn màu gì? Em chủ yếu bây giờ là còn váy là nhiều. Bộ bây giờ hết rồi, mấy hôm là xe hết bản cách thì mới có hàng về bộ ấy. Số ok, Tú Lam có 05 ok này. 90 cân hôm nay em hết rồi ạ. 07 không còn 22 ký chị ạ. Sai gì? Phải được 325 cân chứ. 32 thì phải được 25 cân chứ. Nhìn này. 32 thì phải được 25 cân chứ. Rồi lên tiếp cho em này. Mã tiếp theo lên cho em mã số 14 á. Mã bố số 14 cho em này. Mã số 14 cho em nhá. Váy váy săn lách cho em của sen này. Cái này full size là 15 cân cho tới 25 cân cho em. 15 tới 25 cân váy này sale luôn cho em với giá là 69.000 một cái nha. 69.000 đồng cho em. Mã số 14 lên cho em là 14 nha mọi người nhá. Mã hàng số 14 cho em màu hồng này. 14 lên cho em màu vàng này. Màu vàng này. Và 14 lên cho em màu hoa xanh nha mọi người nhá. Mã số 14 chất liệu của nó là thô boy mềm. Cái này là thô boy mềm cho em nhá. Bộ 2 dây hoa to với ạ. Bộ 2 dây hoa to là bộ nào? Không có bộ 2 dây nhé. Em không có bộ 2 dây đâu ạ nhé. Chỉ có váy 2 dây thôi. Số ok, Phương Nguyên có 08 rồi ok nhá. Rồi mã này lên cho em mã số là 14
trung vào những cái em đang lên nha mọi người nha, chứ em không lên theo mọi người được đâu, tại vì mỗi người một ý, em không thể theo mọi người được đâu ạ. Rồi mã tiếp theo, lên cho em mã số là 14 nha mọi người ơi. Mã số 14 váy đắt màu cho em này, full size cho bé là từ 15 cân này cho tới 25 cân cho em, 4 đến tầm 7 tuổi quay lại mặc vừa cho em nhá. 25 cân quay về cho em với giá là 69.000 một cái thôi ạ. 69.000 cho em nhá. 69.000. Mã hàng số 14 cho em đi. Lên cho em mã 14 kèm cân nặng cho em, là có đơn màu hồng, màu vàng và màu xanh. Hồng vàng xanh. 14 cho Nguyễn Hương có 69.000 một cái thôi, cái này em tặng luôn á. 69.000 cho Nguyễn Hương ok này. Yến Nguyễn Hải này có 14 ok này. Mỹ Hương có 14 này, Lê Thu có 14 ok này. Các chị cố gắng đi đơn hai sản phẩm trở lên nhá mọi người. Mặt sau là khóa chìm ạ. Cái này mặt sau là khóa chìm cho em nhá. Vàng A rất là dễ mặc, béo bụng là không sợ bị khó thở đâu ạ. Mặc rất là dễ chịu luôn. Mã hàng số 14 cho em nhá. 14 69.000 một cái. 14 69.000 xanh hồng vàng. Xanh hồng vàng cho em 15 cân 4 tuổi cho tới 25 cân 6-7 tuổi quay lại cho em nhá. 25 cân 6-7 tuổi quay lại. Mã hàng 14 cho em đi. Mã số lên là 14 69.000 cho em nhá. 69.000 mã số 14 cho em. 35 cân cái này hết rồi ạ. Thảo Mai Bùi có 14 ok, Nguyễn Trần có 14 ok, Nguyễn Trần này, Thuận Trần có bộ 11 ok này, Như Ngọc có 14 vàng ok này, Lê Thu có rồi. Mã này là 14 nha các chị nhá. Mã số 14 cho em nhá. 14 kiểu đẹp nhỉ, đẹp quá. Đấy, rất là đẹp luôn. 69.000 một cái thôi ạ. 69.000. Full size là full size cho bé là từ 15 cân cho tới 25 cân nha. 15 cân tới 25 cân cho em 69.000. Mã hàng số 14. Cái này là 14 nha mọi người. Mã bộ 14 nha. À quên, váy 14 nha. Nguyễn Nhân Nguyễn có 14 nè. Tuyết Hương 14 ok, 69.000 một con thôi. Trời ơi, hàng 200 bây giờ sale 69.000 các chị ơi, rẻ quá. Duy nhất mấy hôm nay em mới bán xả rẻ như này, chứ bình thường không hôm nay em mới bán như vậy đấy. Bình thường không có giá vậy đâu. Vừa qua mã nha. 14 69.000 đồng cho em nha. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. À, lên 2 giây hả? Ok lên. À không, cái này em tặng các chị luôn này. Cái này còn mấy cái em tặng luôn nhá mọi người. À, mày chấm bi này size gì á? Rồi lên chấm bi cho em này. Lên váy chấm bi nhá mọi người. Tuyết Hương có Ly Lê lên số điện thoại đi ạ. Ly Lê lên số điện thoại nè. Ly Lê lên số điện thoại nhá. Lê Phúc lên số điện thoại đi ạ. Phú Ánh có 14, Ly Lê lên số điện thoại này. Thu Huyền này có 14 ok này. Phương Nguyên có 14 ok. Các chị cố gắng đi đơn hai sản phẩm nha. Lê Phước và Ly Lê lên số điện thoại cho em nha các chị yêu nhá. Lê Phước và Ly Lê lên số điện thoại. Rồi mã tiếp theo lên cho em váy chấm bi của cái này của Đức nha mọi người. Váy chấm bi của Đức cho em rất là đẹp luôn. Cái này chất liệu của nó cũng là cái gì nhỉ? Đùi tơ. 15 cân cho tới 25 cân cho em. Mã hàng lên cho em là 15 nhá. Mã số 15 cái này em tặng các chị luôn 60.000 luôn, hết luôn nhá. 60.000 đồng cho em. 60.000 đồng mã số lên cho em là 15. 15 nhá. 15 60.000 luôn ạ. Cái này còn một ít thôi, còn 5 6 cái tặng 60.000 luôn cho em nhá. Size 25 cân quay đầu cho em hàng Quảng Châu. Lê Phước lên số điện thoại đi, Ly Lê lên số điện thoại cho em nhá. Các chị yêu cố gắng lên số điện thoại cho em với nào. Đừng quan sau lưng màu hồng đi chị. Đầm quan sau lưng cái đầm 2 giây ý hả? 2 giây đấy là 08 đấy. À, rồi ok, đổ thảo 14 ok. Mã này lên cho em chấm bi này. Cái này chấm bi cho em là 15 nhé. Sáng baby doll có thoa đổ lên lại số điện thoại đi à, lên thiếu rồi. Thoa đổ lên lại số điện thoại nhá. Thoa đổ sai số điện thoại này. Các chị yêu để ý lại số điện thoại đi, không có sai số ấy. Thoa đổ lên lại số điện thoại cho em với nào. Nguyễn Nguyễn có 15 ok, Thảo Mai Bùi 15. Có 5, à có bao nhiêu, 60.000 một cái. Ở sau là khóa chìm nha mọi người, nên là rất là dễ mặc. Chất đùi tơ không nhăn, 60.000 đồng cho em. Đây, khóa chìm này, khóa chìm ở sau. Thoa đổ lên lại số điện thoại nha chị yêu. Mã số 15, 5, à 60.000, 60.000. Mã số 15, 60.000 cho em. 25 cân 9, 25 cân 9 tuổi vừa nhá. 25 cân 9 tuổi vừa cho em. Tươi Hồng có 15 ok, Ngọc Oanh Nguyễn có 15 ok này. Kim Cương Nguyễn có 15 ok, có 60.000 một cái. Nó thật là hàng nhà em, các chị mua 10 cái váy chắc là chỉ có 600.000 thôi ấy. 10 cái váy 600.000 mà thay được đâu gần nửa tháng ấy. Rất là rẻ luôn, mọi người được kiểm tra hàng trước khi nhận nha các chị yêu ơi. Kiểm tra thoải mái trước khi nhận cho em nhá. Đồng kiểm hàng trước khi nhận và ship toàn quốc là 30.000. Nhà em đi đâu ít nhất là từ 2 sản phẩm trở lên nhá mọi người. Một sản phẩm nhà em không ship đâu, nên các chị vui lòng đi đơn từ 2 sản phẩm cho em rồi á. Mã này lên
hai dây màu trắng hay màu hồng. Triệu Vân có này, chấm bi cho Diễm Kiều ok này, Tú Dương có chấm bi ok này, Hoa Đỗ có chấm bi rồi ok này. Mã số 15 nha các tình yêu nhá. Em zoom gần cho em này, nó đẹp lắm. 15 có 60.000 thôi ạ, 60.000 đồng cho em. Đây giơ lên người em này, đó rất là xinh luôn, mặc kiểu dáng giống Hàn Quốc luôn ấy, hoặc xinh chưa. Mã số 15 60.000 cho em nhá mọi người nhá, 60.000 cho em qua mã nha. Mọi người chốt 15 cho em đi. Rồi Phương Nguyên có, Sương Vân có, 03 đó bao nhiêu cân vậy em? 03 hết chưa em? 2 giây cho bé 13 cân có nhá, 03 hết nhá. Hoàng Quý 16kg mang vừa nha chị ơi, cái này từ 15kg là mặc được rồi á, 16kg 4 tuổi trở lên là cho em là mặc vừa nha các chị yêu nhá. Rồi qua mã cho em nha. Rồi lên tiếp cho em một con váy này em tặng luôn này. Cái này tặng hết luôn, cái này còn cái gì đấy em nhỉ? Cái này còn size thì còn mấy cái thôi. Cái này em cũng còn có mấy cái thôi này. Cái này lên cho em 10-15 cân mã tiếp theo này. À, mã hàng số 16 này. Mã số 16 này. Đỗ Tháo có này, Nhiên Nguyễn có này, Thần Tài có này. Rồi lên cho em con này mã số 16 này. À, 16 cho em, cái này size 15 cân này, 3 tuổi ạ. 15 cân 3 tuổi quay lại cho em này, 1 đến 3 tuổi quay lại cho em nhá. Cái này em tặng luôn các chị luôn, cái này em sale luôn 60.000 luôn này. 60.000 váy bèo cho em ạ. 15 cân quay đầu ạ, 3 tuổi quay lại cho em. Cái này con nhà em mặc xinh lắm, con gái nhà em mặc ấy. Con gái nhà em mặc rất là xinh luôn, mã số 16 cho em nhá. À, váy vàng đi em, váy vàng ok. Váy vàng có nơ trước ngực đúng không? Ok luôn, cái này em cũng tặng cho chị luôn, rất là rẻ luôn. Ok này. À, Ánh Mai có 15 rồi ok. Kim Cương Nguyễn có rồi, các chị chỉ cần comment một lần đúng cú pháp thôi và chia sẻ like cho em để không bị ấn comment là được nha mọi người. Mã này lên cho em là 16 này, mã số 16 nhá. 3 tuổi 15 cân quay đầu, 10 tới 15 cân quay đầu cho em. Không lựa màu, 60.000 không lựa màu. Cái này 60.000 không lựa màu nhá. Cái này 60.000 nhưng mà không lựa màu. Các chị lấy hai cái thì em cho hai màu khác nhau vì còn có 5 cái thôi ạ. Cái này có 5 cái thôi. Số ok lên váy vàng ở sau. Rồi chị nào lấy thì comment lên cho em mã số là 16 nhá. 16 váy bèo cao cấp cho em 60.000 một cái, hàng 200 lựa sale 60.000 luôn nhá. 200 lựa sale 60.000, 10 cân tới 15 cân, 3 tuổi quay đầu. Rồi mã tiếp theo này. Váy vàng này đúng không? Ok, váy vàng này nha. Váy vàng này đẹp chưa? Cái này đẹp lắm, cái này rất là sang luôn. Cái này siêu sang luôn vì cái cổ vuông của nó rất là đẹp. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Mã tiếp theo này, cái này size 30 cân này em. 16 cho chân Nguyễn ok này, 8 kg. Đây đây, cái này 8 tuổi 26 cân vừa nhá. Rồi mã tiếp theo lên cho em là mã số 11 cân thì là cái mã số 16 em vừa lên đấy chị Ngọc Thúy ơi, vừa đấy nhá. Mã số 17 cho em này, size từ 17 cân cho tới 27 cân cho em, cổ vuông cao cấp nha. Cổ vuông cao cấp, chất liệu của nó là hoa tơ nhá mọi người nhá, tay bồng này. Cái này là tay bồng rất là sang. Mã số 17 ạ. 17 nhá. Mã số 17 em tặng luôn các chị luôn, cái này 69.000 một cái luôn. 69.000 một cái nhá. Cái này còn mấy cái tặng luôn 69.000 cho em nhá mọi người. Mà sau cũng là kéo khóa cho em cổ vuông rất là đẹp luôn ạ. Cái này mặc đi chơi đi tược tiệc thì rất là mát. Mát lắm, cái này là chất tơ mềm nha mọi người. Bên trong có lớp lót boy này, 69.000 một cái thôi. Đây lớp lót boy này. Đây có lớp lót boy cho em 69.000. Mã hàng lên cho em là 17 nhá. 17 em có màu vàng này. Em like rất là nhanh rồi đấy. Em qua mã rất là nhanh. 17 lên cho em màu cam này. Có ai bên kia chưa nhỉ? Xe đến, chắc là ba đứa kia nó là bên này. 17 lên cho em màu cam nhạt này. 17 em có cam đậm, cam nhạt và màu vàng cho em nhá. Mã hàng số 17 cho em có 69.000 đồng một cái thôi ạ. 69.000 cổ vuông tay bồng cho em rất là sang luôn. Đó, màu cam nhạt, cam đậm cho em này. Cái này mặc lên sang lắm các chị yêu ạ. Màu vàng cho em này, cái nơ trước ngực là nó là nơ liền nha mọi người nhá. Cái này là nơ liền với váy luôn, em không sợ bong chóc, quay giặt máy giặt thoải mái cho em. Quay giặt máy giặt thoải mái dáng baby doll Hàn Quốc nha mọi người. 16, 69.000 thôi, 69.000 nha chị Hằng Hiếu nhá. Và vàng đó 37 cân vừa không? Vậy cái này hết là 37 cân rồi. Sang 27 cân quay lại thôi ạ. Phương Nguyễn có 16 ok này. Đó, 16 cân nặng 12kg không? À 16 rồi ok, Phương Nguyễn ok này. Mã này là 17 cho em nhá. 37 cân không vừa rồi các chế ơi. Cái này chỉ còn sang 27 cân quay lại cho em thôi. 27 cân, 17 cân 4 tuổi tới 27 cân 8 tuổi quay lại cho em nhá. 27 cân 8 tuổi quay lại cho em, 89 tuổi quay lại cho em nhá. Màu cam nhạt, cam đậm này. Chị Thanh Mai Ngô lên số điện thoại đi ạ. Màu vàng này, ui cái này đẹp ghê luôn á. Cái này lên này, đó, cổ vuông rất là đẹp luôn nhá. Cổ vuông này nhìn em mặc cổ vuông nó đẹp. 17 cho em nhá mọi
ok này, mai báo với nhân viên. Rồi Danh Vi Phạm này, Danh Vi Phạm có 17 rồi ok này. Anh Thư Nguyễn không vừa 37 cân. Mã số 17 cho em nhá. 17 cho em 69.000 đồng cho em các chị nhá. 37 cân á, 37 cân hôm nay hết mất size rồi chị yêu ơi. 37 cân hôm nay hết mất size rồi. Tầm 2-3 hôm hết giãn cách thì là sẽ có nhiều hàng hơn. Tại vì đang giãn cách không có xe chở hàng về ấy. Thần Tài có 17, Sương Văn 17 ok nhỉ. Thanh Mai Ngô này, lấy mã nào vậy ạ? 17 này, Thanh Mai Ngô có 17 ok, màu vàng này đẹp lắm, cái màu rất là tươi nha mọi người nhá, tươi mới rất là mát luôn. Chất liệu của nó thì cực kỳ nhẹ. 17 len cho em màu vàng này. 17 len cho em màu cam đậm này. 17 len cho em màu cam nhạt này. Màu cam nhạt cho em này. Mã số 17 cho em 69.000 một con thôi nhá mọi người. 27 cân quay lại cho em. 17 cân tới 27 cân không đẹp không lấy tiền luôn á. Bao kiểm hàng cho em nhá. Không đẹp không lấy tiền luôn. Mã số 17 4 tuổi trở lên là mặc được cho em đến 89 tuổi quay về. 17 nha. 17 cho Thu Ngân Hà ok này. Xem váy trắng phía sau với ok lên luôn váy trắng. Váy hai dây đằng sau màu trắng ok lên luôn. Thủy Thủy có 17 ok. Mã số 17 nha các chị nhá. 17 69.000 một cái thôi. Đây. Rồi em qua mã nha, em qua mã nha. Các chị chốt xong 17 chưa một cái có bán không shop. Nếu như mà chị yêu đi một cái thì là chị luôn lên luôn cân nặng và địa chỉ cho em để em đi luôn thì mai em đi đơn luôn cho. Chứ mà bình thường một cái thì em không ship đâu, một cái bình thường em không ship hết. Rồi 17 cho chị Thu Hồng ok nhá. Bộ em mà không bán ạ. Size 11 cân ạ. 11 cân hiện tại là đang hết rồi. Đợi em xíu. Đợi em xíu 11 cân còn 1 2 mã nữa. Cái này có size gì đây? Rồi lên tiếp cho em mã tiếp theo này. Mã số 18 này. Váy 2 dây bèo nhá. 2 dây bèo cho em, bèo vai cho em rất là xinh luôn. Hoa nhí này. Cái này có hoa nhí này. Đấy, hoa nhí này. Mặt sau là dây buộc thắt eo cho em nha. Mặt sau có dây buộc thắt eo. Con này size là 15 cân tới 25 cân nào. 15 cân tới 25 cân. Các chị có tin không? 69.000. 69.000 một cái váy này. 69.000 đồng em tặng luôn. Mã này lên cho em mã số là 18 nha. 18 cho em. 18 lên cho em màu có duy nhất màu trắng thôi ạ. Có duy nhất màu trắng mã số 18 cho em 69.000 đồng một cái nhá. Quý chị lấy mã nào? 15 tới 25 cân 69.000, 70.000 cho em, 70.000 tròn cho em nhá. Làm tròn 70.000. Huỳnh Ngọc Thúy là lấy mã số bao nhiêu? Huỳnh Ngọc Thúy. Bên Mai có 17 này ok này, Trần Thu Huyền có này 18 ok. Các chị vui lòng đi đơn hai sản phẩm cho em với nhá. Cố gắng đi đơn từ hai sản phẩm đơn phải trên 100.000 đồng sẽ gọi chốt đơn, có nhân viên gọi chốt đơn cho các tình yêu nhá. Mã số lên cho em là 18 69.000, 70.000, 70.000 đi, 70.000 cho em nhá. 69 với 70.000 thì nó cũng giống nhau. Lệch có 1.000 thôi nhưng mà em làm tròn cho các chị. Rồi nha. Ở sau có cái đồ thắt eo hoa nhí này, các chị nhìn cái hoa nhí điểm đẹp mà cái này con gái nhà em mặc hơi bị xinh luôn á. Con gái nhà em mặc như tiểu thư luôn á. Mã số 18 đi, 18 69 70.000. 18 70.000, 15 tới 25 cân cho em nhá. 15 tới 25 cân cho em, 10 cân cứ giờ lên 10 cân nhá. Bây giờ em xíu này. Sọc caro bây giờ lên luôn. Sọc caro bây giờ lên luôn. Váy hồng phía sau là hồng 2 dây hay hồng gì? Có hai loại hồng liền. Rồi chị nào lấy 18 thì comment 18 cho em nhá. 18 váy bèo vai cho em nhá mọi người. 15 tới 25 cân này, 70.000 cho em nhá. 70.000 mã số 18 ạ. Vui lòng đi đơn hai sản phẩm cho em lên đúng cú pháp này. Mã hàng kèm cân nặng kèm số điện thoại cho em là có đơn. Gấu MN này có 18 ok này. Mẫu nặng 27 cân có nhá. Có nhá. Dây cho đi sau đi chị, dây cho đi sau ok. Rồi mã số 18 nhá. Chị Hạnh lên lại số điện thoại đi ạ. Chị lên size rồi. Lên Thị Hạnh lên lại số điện thoại nhá. Cái vừa cầm lên ok. Mà lên Thị Hạnh lên lại số điện thoại cho em hai cái trước. Huỳnh Ngọc Quý hai cái trước là lấy cái nào em? Caro hàng thứ ba bao nhiêu ký? Caro hàng thứ ba là cái nào? Là cái nào? Rồi ok, đập hai dây bông hồng phía sau đó chị. Đợi em xíu các chị yêu ơi, tập trung vào những cái em đăng lên xong rồi em sẽ lên những cái ở sau nhá mọi người nhá. Chứ mọi người cứ hỏi em là em phân tâm là em lại không lên kịp đâu. Mã số 18 nha, 15 cân tới 25 cân cho em đi. 69.000, 70.000 cho em nhá. 70.000 cho em mã số 18 đi. 18 nha. Có địa chỉ rồi Ánh Dương gọi không chị? Có, vẫn gọi bình thường, gọi để xin cân nặng của bé chứ. Nhưng em vẫn gọi chút đơn bình thường mà. Hai dây có 27 cân đấy. Kim Dung Bùi có 09 rồi ok nha. 18 nha, chị nào lấy 18 thì comment 18 cho em. Đây cái hai dây
này là 05 nhá. 2 giây này là 05 cho em nhá mọi người. Cái 2 giây này là mã số 05 cho em này. Màu be là 15 cân tới 30 cân cho em. Còn màu hồng và màu trắng này. Màu hồng và màu trắng là size cho bé là từ 15 cân cho tới 22 cân cho em. Hai màu trắng hồng là 22 cân quay đầu. Còn riêng màu be là 30 cân quay đầu cho em với giá là 80.000. 80.000 mã hàng lên cho em là 05 nhá. 80.000 05 cho em đi. Lên con này cho em là 05 80.000 cho em ạ. Đẹp lắm. Ở sau là có dây buộc thắt eo này, chất liệu của nó là tơ cao cấp nha mọi người. Cái này là tơ mềm cao cấp cho em 05 đi. Mã hàng 05 nha mọi người nhá. 05 80.000 đồng cho em. 80.000 đồng cho em nhá. 05 cho em màu be này. 05 cho em màu hồng và 05 cho em màu trắng này. Màu hồng và màu trắng là size 15 tới 20 cân, từ 4 tuổi tới tầm 6 tuổi mặc vừa nhá. Còn màu be là 30 cân thì 8 tuổi mặc vừa cho em nhá mọi người nhá. Mặt sau đây ạ. Cái này mặt sau rất là đẹp. Cái này là chất quan tơ cao cấp cho em này. Quan tơ cao cấp rất là xinh luôn. Mã hàng số 18 nha. 18 cho em nhá. 18 ạ. 18 à quên, 05 nhầm. Ui giời chết, cứ phun cái miệng. 05 nhá mọi người nhá. À, có chữ A không chị? Váy chữ A có váy sơ, váy cốt tông ấy. Mã số 05 cho em này, 80.000. 05 80.000 cho em nhá mọi người nhá. Đây cái này 2 dây có 27 cân đây mà. Mã 05 nhá mọi người, 05 cho em. Viên mai có, bình cao có này, bích cao có này, Trần Nguyên có này. 05 màu trắng này 20 cân quay đầu, màu hồng 20 cân quay đầu và màu be là 30 cân quay đầu cho em. 80.000 một cái 05 nhá mọi người nhá. Cho em đi. Rồi cái này à, có cái đâu nhỉ? Lên mã sọc này, lên cái này sọc cho em này. Rồi lên cho em mã sọc tiếp theo này. 05 nhá. 05 cho em nha mọi người. Chị Lê Bích Ngọc lên lại số điện thoại đi. Lê Bích Ngọc lên lại số điện thoại là chị nào có rồi không phải đặt lại đâu các chị ơi. Lê Bích Ngọc lên lại số điện thoại cho em nhá. Mã này lên cho em này, mã số 19 á. Mã tiếp theo lên cho em mã số 19 này. Hết một quận cho em. Mã số 19 cho em này. Con này có full size cho bé là 15 cân cho tới 23 cân cho em nhá. Váy này sale 85.000 luôn ạ. 85.000 hàng bút ly cao cấp cho em. 85.000 mã số lên cho em là 19 đi. 19 nha. 05 cho Điền Nguyễn ok này. Huyền Hà có 05 bộ này. Mà bộ còn nhá. Huyền Hà có, Lê Bích Ngọc có 05 ok. Rồi mã này lên cho em là 19 đi. Mã số 19 dáng baby doll nhá. Dáng baby doll váy sau cho em có nơ này. Cái này là nơ liền luôn ạ. Nơ liền luôn, có đậm và màu nhạt cho em. Chất liệu của nó là thô boy mềm. Full size là từ 15 cân tới 23 cân cho em. Thì tầm 4 đến tầm thì lên, thì hãy lên lại đi, vẫn size rồi. 4 đến 7 tuổi mặc vừa cho em. 85.000 mã số 19 nhá. Lên thì hãy lên lại số đi chị ạ. Lên thì hãy lên thì hãy lên lại số cho em đi, lại sai số rồi. Mã số 19 nha mọi người nhá. Mã số 19 nhá. Bèo trắng á. Nhưng mà lên số điện thoại đi ạ. Caro bèo trắng kia chỉ có size 18 cân thôi nhá. Caro bèo trắng kia chỉ có size 18 cân và đó là mã số 07 nha các chị nhá. Còn đây em đang cầm mã số 19 là 85.000 đồng cho em ạ. 85.000 váy sọc cho em 23 cân quay đầu cho em, rất là đẹp luôn. Có màu đậm và màu nhạt cho em, hàng Quảng Châu nhá. Cái này hàng Quảng Châu hàng 250, bây giờ sale 75.000 à. 85.000 nhá. 85.000 nhầm, 85.000 đồng cho em. Nhà em váy cao nhất chỉ có 85.000 thôi. Toàn hàng hơn 200 giờ sale của 85.000. Mã số 19 cho Uyên Huỳnh ok này. Đầm boy á, cái này là có nhá. Điền Nguyễn có 19, Lê Hoài 19 ok này. 15 tới 23 cân cho em. 15 tới 23 cân. 85.000 nha mọi người. 85.000 đồng cho em nhá. Chị nào lấy thì comment cho em. Mã hàng 15 85.000 à 19 85.000. Đẹp lắm, cái này là thô boy, hàng Burberry, thường thường mặc lên nó rất là sang ấy. Cái này mặc sọc lên sang lắm. Hai màu đậm và màu nhạt cho em nhá. 23 cân quay đầu 85.000 cho em. Mọi người vui lòng nhớ là chọn hai sản phẩm cho em, đi đơn từ hai sản phẩm giúp em nha các chị yêu nhá. Lê Hoài có này, Kim Phương Nguyễn có này, Thu Bùi có 05 này, Trần Thu Huyền có 19 ok này, Yến Nguyễn Hải có 19 này. Nguyễn lên số điện thoại đi chị. Chị Phương Kim Nguyễn lên số điện thoại nhá. Phương Kim Nguyễn lên số điện thoại cho em, các chị yêu lên số điện thoại cho em đi. Mã số 19 85.000 cho em. 19 85.000 cho em nhá. Thùy Trần có 08 và 05 này ok này. Phương Kim Nguyễn lên
số điện thoại rồi, mã số 19 nhá mọi người ơi. Cái phòng này là 19 cho em nhá mọi người nhá. Lưu ý đây là mã số 19 cho em đi. 19 cho em 85.000 một cái nhá. 85.000 nhá. Rồi chia cho mã này. À, cái máy cúc tông này còn size gì vậy anh? 15-25 cân hả? Rồi em tặng các chị một cái váy cúc tông hàng Quảng Châu nhá mọi người nhá. Mã tiếp theo cho em này. Mọi người chia sẻ like cho em với nào. Sang sang có 19 này. À, đầm bộ là đầm gì nhỉ? Body thì không có, có đầm suông. Số ok chị Trang có 19 này, 27 cân với 9 cân không có. 27 cân thì có đấy, 27 cân thì có đấy chị ơi, còn 9 cân thì không có đâu, 27 cân vẫn còn, chị để lại số điện thoại nhá. Rồi mã tiếp theo lên cho em mã số 20, em tri ân cái váy này là váy suông nhá mọi người nhá. Dáng suông cho em hàng Quảng Châu ạ. Chất liệu của nó là 100% cốt tông cho em, rất là đanh chất. Ở hông có túi cho em này, bên hông có túi cho em này. Cái này em cho cháu nhà em đủ màu để mặc luôn, vì mặc nó rất là thoải mái và thấm hút mồ hôi cho em này. Đấy co bạn 4 triệu. Size là từ 15 cân 3 tuổi nhá. 15 cân 3 tuổi cho tới 25 cân 7 tuổi quay lại cho em, 7-8 tuổi quay lại. Mã hàng này lên cho em mã số 20, em tặng 50.000. Tặng cho các chị 50.000 đồng cho em. Tặng 50.000 đồng một cái thôi ạ. Cái này là tặng tương tác để cho mọi người đủ đơn nhá mọi người nhá. À, cái này có màu đen và màu trắng ạ. Màu đen và màu trắng cho em. Mã hàng này lên cho em là mã số 20, 50.000. À bao nhiêu vậy chị? Mã số 19 là 85.000 nhá. Tươi hồng có 19 thôi ok. Lê Hoài có 20 ok này. Các chị vui lòng đi đơn 2 sản phẩm trở lên, 2-3 sản phẩm trở lên cho em rồi nhá. Cái này size 25 cân quay đầu cho em, 7-8 tuổi quay lại cho em, 50.000 một cái này. Không đẹp không lấy tiền luôn nhá. Zoom gần chất cho các chị yêu xem này. Đây cho mọi người xem chất cho em này. Đó, chất co giãn rất là đẹp. Vì đây là hàng Quảng Châu này, nó rất là đanh chất nha mọi người nhá. Đanh chất này mà không bị bai bị xù này, rất là lì chất cho em. 50.000 một cái thôi ạ. Váy suông 50.000 một cái. Mã số lên cho em là 20 nhá. 20 50.000 em nhập cũng không được 50.000 các chị, vì hàng Quảng Châu thực ra nhập nó rất là đắt. Có 50.000 một cái thôi. 15 cân 3 tuổi cho tới 20 cân. À 25 cân, 25 cân 7-8 tuổi quay lại nhá. 25 cân 7-8 tuổi quay lại cho em. Mã số 20 nhá mọi người. 50.000, 20 50.000 dành cho những chị có đơn rồi nhá mọi người. À, Nguyễn Hương có 0508 ok, Đỗ Dung 20 này, Trần Thu Huyền có 20 ok này. À, Phương Nguyên có 20 này. À, Tươi Hồng 19 này lấy 2 váy ok chị này. Mã số 20 cho em nhá mọi người nhá. 20 50.000 thôi ạ. 20 có 50.000 một cái thôi các chị, em nói thật 50.000 các chị bây giờ đi ra chợ mua được cái gì luôn á. Mà nhà em bán cái váy 50.000 các chị mặc hai mùa không hề bị sờn bị rách luôn. Chỉ có cái là con mà mặc bị bẩn quá thì mình bắt buộc mình phải bỏ đi thôi, chứ còn cái này không bao giờ rách được. Gấu MN này có 20 ok, Thần Tài 20 này, Sakura HL có 20 ok, Tú Dương có 20 ok, hai màu đen trắng các chị chọn màu nào cũng được nhá. 15 cân từ 3 tuổi trở lên cho em, tới 25 cân 8 tuổi còn lại là mặc vừa. Mã số 20 đi, lên cho em mã số là 20 kèm cân nặng cho em và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha các tình yêu nha. 20 50.000, 20 50.000 mọi người. À, yêu thích em thì cho em xin một người chia sẻ like nha mọi người nhá. Yêu thích em thì cho em xin một người chia sẻ like để không bị ấn comment. 20 trắng 20 đen 50.000 một cái váy nói thật. Tặng các chị luôn 50.000. Mã hàng 20 cho em nha. Mặc không mát không lấy tiền luôn á, chất không đẹp không phêm không lấy tiền luôn á. Rồi qua mã nha, chị nào lấy 20 thì comment 20 cho em, 50.000 một cái thôi, 25 cân quay lại, 8 tuổi quay lại cho em nhá mọi người nhá. 50.000 đồng. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Đâu nhỉ? Đấy hả? Cái hoa này hả? Mã tiếp theo nha. À lên nào. Lên một bộ này nhá. 20 cho chị Nguyên Hoàng này, Ngọc Quy có này. Váy trẻ con xem váy trẻ con đi ạ. Ờ đang lên váy trẻ con đây tình yêu ơi. Ờ Sương Văn có 20 nhé, em chuyên là trẻ em mà. Trẻ Ngọc có 20, Tú Dương 20 rồi ok. Trẻ Ngọc lên lại số điện thoại đi chị. Trẻ Ngọc lên lại số điện thoại kìa. Trẻ Ngọc lên lại số điện thoại, Nguyễn Tiến có 20 nhá. 2 dây hoa hồng, 2 dây hoa hồng. Ok, 2 dây hoa hồng đây. Lên cho em một con 2 dây hoa hồng hàng cao cấp này. Ok, Viên Mai có 20 ok này. Rồi lên cho em một con 2 dây hoa hồng chất liệu là tơ cao cấp cho em nha mọi người. Mã hàng tiếp theo lên cho em mã số 21 cho em này. Từ từ. Mã
mới cho em màu hồng nhạt này. Màu hồng nhạt cho em mã số 21 này. Em nhìn màu này anh này. 21 lên cho em màu cam này. Màu cam cho em này. Mã số 21 85.000. Size 15 cân với 35 cân cho em. 21 lên cho em màu đỏ này. Màu đỏ này. Và 21 lên cho em tông màu vàng nha mọi người nhá. Và em có tông màu vàng nữa này. Đó, rất là xinh. Màu vàng thì có 3 loại màu vàng nha mọi người. Có tông màu vàng chung vào luôn nha mọi người nhá. Có tông màu vàng nữa này. Mã số lên cho em là 21 nha mọi người nhá. Rất là mát. Chất liệu của nó là hoa tơ cao cấp cho em. Này chất liệu là hoa tơ cao cấp cho em nhá. Mã số 21 85.000. Thần tài có rồi. Giơ váy vừa cầm lên đi ạ. Váy vừa cầm là váy này á. Rồi bây giờ qua này lên cho Kim Anh Lê có 20 rồi ok nhá. Đợt 90 ký nhá. Hết mất rồi chị. À 90 ký có. Đợi em xíu đây. Mã này lên cho em là 21 đi. Mã số 21 cho em 85.000 cho em màu vàng này. Nhà em không nhắn tin được đâu. Nhà em không check inbox đâu nha. Nhà em gọi trực tiếp luôn. 21 cho em màu vàng này. 21 cho em tông màu đỏ này. Váy 2 dây bèo ngược cho em nhá. 21 màu đỏ này. 21 lên cho em màu cam này. Hoa cam này. Hoa cam này. 21 lên cho em màu hồng nhạt này. Và 21 lên cho em màu hồng đậm nha các chị yêu nhá. Mã số 21 cho em 2 dây bèo cho em dáng baby doll này. Rất là đẹp luôn. Đó, cái này là rất là xinh luôn. Chất là tơ mềm ạ. À. Cái này là hoa tơ cao cấp cho em nha mọi người. Hoa tơ cao cấp full size cho bé là từ 15 cân cho tới 35 cân cho em. 15 cân cho tới 35 cân nha mọi người nhá. Không mà thạch hóa. 21 cho em 85.000 một cái thôi. 21 85.000. Ok này, chị Thoa Đỗ có 20 ok này. Thúy Thúy có 21 này, Nguyễn Tiên có 21 ok này. 21 85.000, 85.000 cho em nhá. Nhà em chuyên hàng trẻ em nhá. Nhà em chuyên hàng trẻ em. Như Ngọc có 21 ok này, màu hồng nhạt hồng đậm này. Màu hoa cam này, em lên lại màu nhá. Màu hoa cam này. Màu hoa cam cho em này, váy này đẹp lắm. Cái chất tơ nó rất là mềm và hoa nó cũng rất là nhã nhặn luôn. 21 lên cho em màu đỏ, màu hoa đỏ này. Cái này là màu đỏ cho em nhá. Và 21 lên cho em tông màu vàng. Đấy, 21 lên cho em tông màu vàng cho em. Tông màu vàng cho em nhá. Mã số 21 85.000 một cái, hàng 280 giờ sale 85.000 đồng cho em. Vàng có vàng đậm và vàng nhạt, các chị lấy màu nào cũng được nha các chị yêu nhá. Mã số 21 cho Mỹ Hạnh ok nhá. Huyền Hà có 21 rồi ok, gấu mờ nờ có 21 ok này. Hà Như Ngọc có 21 ok này. 21 85.000 cho em nhá. Lần caro nha chị. Rồi ok chị. Mã số 21 cho em đi, tông màu vàng này, màu hồng, màu cam, màu hồng, màu cam nha mọi người nhá. Vàng hồng cam cho em. Đây là hồng đậm này. Lên lại màu các chị không nhớ màu. Đó là các chị comment màu luôn đi. 21 cho em hồng đậm này. 21 lên cho em màu hồng nhạt này. Hồng nhạt này. 21 lên cho em tông màu cam này. Nhìn màu này Linh này. Nhìn màu tí sang phải chia này. 21 lên cho em tông màu cam này. 21 lên cho em tông màu đỏ này. 21 lên cho em tông màu vàng nha mọi người nhá. Màu vàng cho em. Đấy, màu vàng cho em nha các chị yêu nhá. Màu vàng. Còn đây là hồng nhạt và hồng đậm nha mọi người nhá. Hồng nhạt và hồng đậm đây cho em này. Đó, rất là xinh luôn. Mã số 21 35 cân quay lại cho em 85.000 một cái thôi ạ. 85.000 cho em nhá. Thị Tuyết có 21 ok này. 15-35 cân cho em. 15 cân tới 35 cân 85.000 một cái thôi ạ. 85.000 cho em nhá. Sao mình có Facebook không ạ? Sốp cái Facebook à, cái bên này là Facebook chính của nhà em đấy các chị yêu ơi. Cái này là bên chính của nhà em đấy nhá mọi người. Tại vì là bây giờ em dùng cái bên này nhưng mà chưa thay đổi được thông tin nên là em chưa thể để ảnh đại diện của em được luôn đấy. Nên là các chị cứ ví dụ như có đơn hoàn hay cái gì cứ inbox cho em là được, hoặc là kết bạn số Zalo trên tường cho em này. Mã số 21 nha mọi người nhá. Mã số 21 cho em 85.000 thôi ạ. 85.000 cho em nhá. Em lại tặng một cái hai dây này. Em tặng Hiền Lê lên số điện thoại giúp em với ạ. Hiền Lê lên số điện thoại đi nào. Hiền Lê lên số điện thoại đi nào. Lên tiếp cho em này. Cái phụ viên có 2 chi ạ. Rồi lên cho em một con váy bèo này. Lên cho em một con váy bèo nhá. Mã số tiếp theo, mã số 22 này. Hiền Lê lên số thoại cho em mới nào. Nguyễn Tiên có 20 nhá. Nhật Thảo có 21 ok này. Hồng Ngọc có 21 rồi ok. Tấn Tám Thương có 21 ok nhá. Rồi mã này tiếp theo. 21 xong chưa ạ? Các chị chốt xong 21 chưa? Mã tiếp theo lên cho em mã số 22 này. Cái này size 12 cân tới 15 cân ạ. 12 cân tới 15 cân. Mã số 22 cho em
12 cho em 15 cân quay đầu. 12 đến 15 cân quay đầu cho em. Chất liệu của nó là thô boy dáng A, 59.000 một cái thôi ạ. Đây 59.000 cho em nhá mọi người nhá. Có duy nhất là màu trắng luôn. Cái này màu trắng thì đi sinh nhật thì nó đẹp đúng không? Đi kiểu có nhà mặc em thì con nhé mặc màu trắng thôi. Mà màu trắng thì nó đẹp lắm, nó sạch. Và này lên cho em mã số 22 đi. Dùng mình các mẫu von cho bé 30 cân được không? Thì em không check inbox được đâu. Chị Hồng Xuân Leo, chị lên trên live đi này. Em đang live thì chị lên thì chọn luôn nhá. Lên váy hoa hồng đó đằng sau chị đi, ok chị lên luôn. Rồi Nguyễn Tiên có 20, rồi Hồ Hà có 21, rồi ok. Mã này lên trên mã số 22 nhá mọi người. 2259.000 nhá. 2259.000, mọi người vui lòng đi đơn hai sản phẩm trở lên cho em mới nha mọi người nhá. 22 cái này 15 cân này. 15 cân 3 tuổi quay lại cho em, 3 4 tuổi quay lại nhá. 12 đến 15 cân cho em. 59.000 một cái nhá. 59.000 đồng một cái cho em. Mã số lên cho em là 22 kèm cân nặng cho em là có đơn nhá. 22 kèm cân nặng cho em là có đơn 59.000. 59.000 đồng mã số. Kim Dung Võ em đảm bảo là chị lên số điện thoại cho em luôn mà chị không lại. Chị Kim Dung Võ lên số điện thoại cho em, đặt mã trước chưa lên số điện thoại nên là chưa có đơn đâu ạ. Kim Dung Võ lên số điện thoại cho em nhá. Mã số 2259.000 cho em, 35 cân vẫn còn. Caro 605 thì em, Caro 605 là cái nào nhỉ? Rồi chị nào lấy 05 đây đúng không? Caro 605 đây. Mã này là mã gì? Rồi váy sọc lên cho em, váy sọc này. Rồi cái này lên cho em Toàn Dương lên số điện thoại đi ạ. Các chị ơi lên số điện thoại đi, Toàn Dương lên số điện thoại, Kim Dung Võ lên số điện thoại nè. Toàn Dương lên số điện thoại nè. Toàn Dương lên số thoại tự tự nhiên có 22 ok. Thảo Huynh có 19 rồi ok này. Các 19 22 ok này. Các chị nhớ là đi đơn hai sản phẩm cho em nhá. Rồi mã tiếp theo lên cho em mã số 0 mấy nha, 04 này. Con này là 04 size 15 cân tới 25 cân cho em lựa màu ngẫu nhiên. 15 cân tới 25 cân cho em này, 69.000 đúng không? 69.000 cho em nhá. 69.000 lên cho em con này là 04 cho em ạ. Màu ngẫu nhiên nhá mọi người nhá. Còn nếu như mà lựa màu thì là được 20 cân quay đầu. 15 tới 20 cân quay đầu là được lựa màu. Còn lựa màu ngẫu nhiên là size 25 cân cho em nhá mọi người nhá. Đó mã này lên cho em là mã số 04 này. 04 nhá mọi người. 04 cho em 69.000 một con. Đồ bé trai nhà em không có rồi. Toàn Dương có rồi ok này. Mã số 04 cho em 69.000 cho em váy sọc nha. Chất liệu của nó là thô đùi mềm cho em, cổ quan trắng này. Đấy cổ quan trắng tay bồng cho em, mặt sau thì có dây buộc thắt eo nhá. Mặt sau có dây buộc thắt eo cho em. Mã số 04 này 69.000 một con nha. 69.000 đồng cho em. Khi nào lấy 04 thì comment 04 cho em. 15 cân tới 25 cân thì không lựa màu. Còn 15 cân tới 20 cân thì được lựa màu cho em nhá. 04 69.000 cho em nha. Cẩm Nhung có 22 rồi ok nhá. Bút ba gì là mã mấy gì nhỉ? 04 và Nhung lên số điện thoại đi chị ơi. Cẩm Nhung lên số điện thoại nào. Cẩm Nhung, các chị ơi lên số điện thoại đi để em không bị nhắc nha. Bukri thì em là mã tặng 19 ạ. Bukri là 19 nha. Bukri là mã số 19 nha. Chị Toán Ngọc nhá. Bukri 19 nhá. Rồi 04. Rồi chị nào lấy 04 cho em 04 đi. Đây. Mã tiếp theo lên cho em này. Váy hoa này. Váy hoa cánh tiên này. 04 cho Lê Hoài này. Thấy chị Trinh Trần bây giờ thấy này. Ok chị này, ok chị tươi hồng nhá. Thì đấy làm gì có hưởng được gì đấy, có một xíu mà, có một xíu thôi. Mã tiếp theo nha. Mã số 2 mấy em? 23. Mã số tiếp theo lên cho em mã số 23 này. Váy cánh tiên nhá. Cái này là cánh tiên dáng baby doll cho em này. Size cho bé là từ 15 cân cho tới 22 cân cho em. 15 cân cho tới 22 cân cho em, 6 tuổi quay lại mặc vừa cho em nhá. Đây là 4X này. Thì cái này 6 tuổi mặc được đấy. Rồi là lên cho em này. Mã số 22 nhá. 22 xe luôn 80.000 luôn ạ. 80.000 luôn cho em mã số 22. 22 này size cho bé là từ mã số 23. À 23, 23 nhá. Mã số 23 nhá. Trang Nguyễn bây giờ mới thấy này. Nhật Thảo này có 21 này ok nhá. Kim Dung Võ có 04 rồi ok này. Ngô Thị Hiên có 19. Các chị ơi nếu như mà không thấy em đọc comment ấy thì mọi người chia sẻ like và chấm bài lên cho em. Chấm bài liên tục lên là em thấy các chị nhá. Mọi người vì là nhiều comment quá thì thường hay bị ấn comment. Rồi mã này số 23 cho em nhá. Kim Dung Võ có 04 rồi ok. Chân Chân Nguyễn có 04 ok này. Rồi mã này là mã số 23 cho em này. 80.000 cho em nhá. Váy hoa tơ cao cấp cho em ạ. Bên trong có một lớp lót cho em này. Bên trong có một lớp lót thấm hút mồ hôi cho em, rất là mềm luôn nhá mọi người. Full size là 23.
chia sẻ ai nhé mọi người. Bộ 23 cân có, bây giờ lên nhá mọi người. Bây giờ em lên. Nguyễn mua có 21, ok này. Em đặt mã 20 trắng cho, ok chị Trang Nguyễn có 20 trắng, ok này. Lên cho em mã này là mã số 23 nha. Mã này số 23 cho em với giá là 80.000 đồng cho em nhá. 80.000 đồng mã số 23 nha mọi người. 80.000 cho em 23 màu hồng và màu cam cho em. Có màu hồng và màu cam, tay cánh tiên nha mọi người nhá. Đấy là tay cánh tiên rất là đẹp luôn. Đó, có ở sau là quá chìm ạ. Dáng baby doll suông dễ mặc lắm. Cái này không có eo đâu nên các chị yên tâm là con mặc rất là thoải mái luôn. Chất tơ mềm lắm ạ. Cái này tơ rất là mềm luôn nhá. 23 nhá, mã số 23 80.000 cho em. Mã số 23 80.000 cho em nhá. 23 chứ không phải 32 đâu. 23, 23 nhá mọi người. 23 80.000 cho em nhá. Mã số 23 80.000. Đẹp lắm, đẹp nhỉ. Màu hồng rất là nhã nhặn luôn. Mã số 23 nhá, 80.000. 80.000 cho em nhá. 23 cho Bảo Yến Nguyễn này. À, còn mẫu 13 cân nhá, rồi em lên cho. Ok Nhật Thảo này. Yến Nguyễn Hải có 23 ok này, Hoàng Thư có 23 ok này, mã số 23 nhá mọi người ơi, 23 cho em 80.000 nhá. Lần mấy lần mà sao không gọi á Bích Liên á? Một là chị cho sai số điện thoại này, hai là gọi không nghe máy này, và ba là gọi thuê bao nhá chị Bích Liên nhá. Chứ nhà em mà bán được hàng là em gọi tút tụt luột luôn á. Từ đơn hai sản phẩm trở lên là gọi hết luôn á. Hôm nay là giải quyết xong gần quyết xong đơn hàng của hôm qua rồi mà. Nguyễn Trần có 23 ok nhá. Mã 39 còn không, em chưa lên mã 39 mà. Em đang lên mã số 23 mà. Mã số 23 nha các chị ơi. Mã số 23 cho em comment đúng mã số thì mới lấy đúng hàng. Không có các chị comment sai là lên sai hàng đấy nhá. 23 cho em 80.000 thôi ạ. Mã số 23 80.000 nha mọi người nhá. Hoàng Thư có này 23 này 80.000 nha mọi người nhá. 80.000 cho em. Em chỉ bán mình của mẹ thôi. À của bé thôi. Mã số 23 80.000 cho em, 15 cân tới 23 cân cho em. 15 tới 23 cân, mã số 23 80.000 nha mọi người. Chất hoa tơ cao cấp nha mọi người. Đây là hoa tơ. 23 nhá, mã số 23 cho em nhá. Cái này 30 cân em hết rồi. 30 cân em hết rồi. 23, mã số 23 đi. Tôi lên bộ này. Của Mickey này. Hết 30 cân rồi. 25 cân đỏ. À 35 cân. Hồ Hà có 23 nhá. Mã số 23 là size 23 cân quay đầu luôn. 15 cân tới 23 cân nhá. Chị Anh Thuận, anh Trần nhá. Mã 39 là mã của ngày hôm nào? Thế thì nhận là lên 39 đâu? Rồi mã tiếp theo lên cho em bộ này. Mã tiếp theo này, lên cho em mã số 24 này, bộ vịt Donald nhá. Bộ vịt Donald cho em này. Quần là quần đến đầu gối các chị yêu ạ. Cái này là quần ngố cho em nhá. Dáng là áo thể thao, dáng dài qua mông cho em. Full size màu vàng này. Màu vàng là size 20 cân tới 25 cân cho em. Còn riêng màu đỏ là size tới 35 cân. Bộ này lên cho em mã số là 24 nhá. Bộ này em tặng luôn các chị luôn này. 65.000 một bộ nhá. 65.000 một bộ cho em mã số 24, 65.000 cho em nhá. 65.000 mã số 24. Váy hai dây hồng ở sau rồi, ok đợi em xíu nhá. Rồi mã này lên cho em mã số 24 này, 24 cho em đi. Mã số 24 cho em bộ vịt Donald 65.000 một bộ ạ. Màu đỏ là size 35 cân quay lại nha mọi người. 20 cân tới 35 cân, cái này từ 5 tuổi trở lên mới mặc được, 4 đến 5 tuổi trở lên mới mặc được nhá. Cái này là hàng thể thao nên là áo nó sẽ dài qua mông, quần tới đầu gối cho em nhá. Mã số 24 ạ. 24 cho em này, màu đỏ 35 cân quay lại, 65.000 này. Màu vàng là size 25 cân quay lại, 65.000 cho em nhá. 65.000 mã số 24 đi. Trời ơi, chị Ngọc Huy ơi, hôm nay mã hôm qua là kết thúc live rồi là không live mã hôm qua này nhá. Không đọc những mã hôm qua nữa, bây giờ là đang live lại mã hôm nay, đang đọc những cái mã hôm nay là mã số thứ tự là em tự đặt nha các chị yêu nhá. Chứ hôm qua không đặt là hôm nay không có cái mã đấy là đâu ạ. Rồi mã này lên cho em là mã số 24 nha. Bộ 24 cho em nha. Mã số 24 65.000 một bộ nhá. 65.000 mã số 24 cho em.
đủ em hết mất rồi. 24 cho Hòa, 17 ký 5 tuổi trở lên thì mặc được. 17 ký 5 tuổi trở lên nhá. Nhật Thảo có 23 này. Rồi máy này là 24 bộ nha mọi người nhá. Hoặc bộ 24 6 chỉ 65 nghìn. Đang chậm rồi lên cái này đi. Rồi lên cho em một cái váy này mã số 25 này. Mã số 25 váy này còn size 20 cân tới 25 cân này. 20 cân tới 25 cân mã số 25 nhá. 25 em có 3 màu nhưng mà không lượng màu. Còn 5 cái váy này em sale luôn các chị luôn để giá 70.000 luôn. 70.000 nha mọi người nhá. 70.000 còn chưa được vào giá em nhập vào ấy. Em nhập vào là 109.000 bây giờ là sale luôn 70.000 cho em này. 70.000 mã này lên cho em mã số 25 đi có 5 cái nữa. 5 cái lượng màu ngẫu nhiên 20 cân tới 25 cân 70.000 cho em hàng cao cấp này 300 bây giờ sale 70.000 nhá. Còn 5 cái. Còn 5 cái kèm lượt chia sẻ like cho em tương tác lên giúp em đi. Vàng xanh hồng cho em. Mã số 25 này. 23 cho Quỳnh Diễm này. Mọi người đi lên 2 sản phẩm để lên cho em với nhá. An Mỹ có 24 này ok này. Kim Cương Nguyễn có 24 ok này. Rồi mã này lên cho em 25 nhá. Cho mình mẫu 21 hồng nhạt với 23 để trắng hoa. Hồng Xuân Lê lên số điện thoại nào. Chị Hồng Xuân Lê lên số điện thoại cho em. Rồi mã số 25 nhá. 25 cho em nhá. Không lượng màu ạ. 20 cân tới 25 cân cho em nhá. 20 cân tới 27 cân. 20 cân tới 27 cân cho em với giá là 70.000 nhá. 70.000. Cái này em đang làm thêm đấy chứ. Nhưng mà bây giờ còn mấy cái vẫn xả luôn. Rồi 25 70.000 nhá. Rồi mã tiếp theo này. Sao không hỏi mã 25 này. Chị nói hết rồi. Hôm nay lại thấy đang còn mấy cái nhá chị ơi. Chứ còn bình thường thì hôm qua là đã hết rồi á. Ví dụ như khách đã đặt hết rồi, trên line là hết rồi, thì khi là khách lại xả ra thì hôm nay soạn sai để đang còn. Rồi mã tiếp đây là lên cho em này. 2 giây này. Lương Hồng Hồng này có 19 này. Và fan có 05 này ok nhá. Hai cái không miễn ship thì em đi đơn từ hai sản phẩm trở lên. Ship toàn quốc là 30.000 nha các chị nhá. Ship quà toàn quốc 30.000 cho em. 25 nhá. 25 lên cân nặng thì mới có đơn nhá. Gấu mà nờ có 25 này. À, bỏ mình mã 21 bỏ hạn, bỏ mã 21 cho mình nhé. À, 25 cho gấu mà nờ ok này. Thần Tài có 25 ok. 27 ký vừa này. Chị nào lên cân nặng thì mới có nhá. 70.000. Còn 5 cái. Cái này gì đấy. Rồi cái này lên cho em là 08 nha. Cái này là 08 ạ. Đây mã này lên cho em là 08 này. 08 cho em full size cho bé là từ 15 cân cho tới 35 cân cho em. Mã hàng 08 cho em với giá là 85.000 đồng. 85.000 đồng cho em. Treo cho chị cái màu xanh cái đi xem size cho chị đấy. Đó cái 2 giây xanh ấy. 25 cân mà mã 25 không có 35 cân. Không có 35 cân. Đồ bộ cho bé 25 cân em vừa lên mã số 24 đấy ạ. Cho mình màu xanh cho em treo số bé nhé. Mã số tiếp theo là 08 nha. 08 cho em này, màu hồng này. 08 lên cho em màu xanh này. Màu xanh này 15 cân tới 35 cân cho em 08 85.000 nhá. 08 màu xanh này. 08 lên cho em màu trắng này. Màu trắng cho em này 85.000 nhá. 85.000. 08 lên cho em màu be này. Hai dây bèo cho em mặt sau có dây buộc thắt eo cho em nhá. Cái này mặt sau có dây buộc thắt eo, chất liệu của nó là polyester rất là mềm và không bị nhăn. Không bị nhăn nhá mọi người nhá. Cái này không hề bị nhăn luôn. Không hề bị nhăn. Mã hàng số 08 cho em màu be này, 08 màu trắng này. 08 lên cho em màu xanh này. Màu xanh này và 08 lên cho em màu hồng này. Màu hồng cho em mã hàng 08 nha mọi người. 85.000. 85.000 cho em nhá. 25 cho Thơ Vũ này, 25 cân này. Chị Hồ Hà này 25 này, ok này. Bùi Thanh Sơn có 25 ok này. Rồi hết 25 nhá. Như Nguyễn có 25 và 19 rồi ok. Hết 25 nha mọi người, hết 25 nha. Hết 25. Rồi mã này lên cho em là 08 nha các bác nhá. Mã số 08 cho em nhá. Rất là đẹp luôn á. Mặt sau đây ạ. Mặt sau có dây buộc thắt eo cho em nhá. Mặt sau có dây buộc thắt eo cho em. 25 hết rồi ạ. 25 hết nha. Mã này là 05. À 08. 08. Mã này là 08 cho em màu hồng này. 08 lên cho em màu xanh này.
người thì không phải lên đâu nhá. Mã số 08 nhá, 08 nhá. 08 cho em bộ vịt đô nam 15 cân mặc không vừa. Vịt đô nam 15 cân không vừa chị yêu ạ, 25 hết rồi nhá. 08 cho chị Thu Bùi này, 08 cho Quỳnh Diễm này. Hả? 08 trắng hồng cho chị Thu Bùi rồi, ok này. Đẹp lắm, cái này rất là đẹp mà chân nó mặc nhẹ tênh luôn các chị yêu ạ. Chia sẻ like cho em nhá. Màu trắng này, 08 lên cho em màu xanh này. Và 08 lên cho em màu hồng này. 08 85.000 nhá. 85.000 cho em. Má hàng 08 85.000 cho em nhá mọi người. Rồi lên tiếp cho em nhá. Rồi mã này là 27 cho em, 276 9.000 nhá.
2769.000 đồng cho em màu be này, 27 màu vàng cho em này, 69.000 cho em. Màu xanh còn 24 con, màu hồng, màu vàng thì còn đến 18 con. Thì muốn cu te lên số điện thoại đi ạ. Hồng vàng là còn xanh gì? Nhớ bé thế rồi á. Hà Trần có 27 ok này, không có 40 con, em đã hết 40 con rồi, bộ em hết rồi nhá. Cúng cu te 08 màu trắng á. Ok này, cúng cu te lên số điện thoại nào. Cúng cu te lên số điện thoại nhá. Cúng cu te lên số điện thoại. Rồi mã số 27 đứng gân cho em nhá. Đứng gân đèo cho em này. Cái này đẹp thế mà không ai chọn. 69.000 cho em đứng gân nhá. Đứng gân. Rồi lên cho em một mã váy hoa đi. Từ từ em lên váy hoa này đã. Thì lên số điện thoại đi ạ. Cúng cu te lên số điện thoại đi. Váy hoa này là màu và màu gì nhá. Đó, gọi lên đây đi. Rồi mã này lên cho em này, đọc mã đi. Đọc mã đi em. Mã tặng 1469. Rồi lên cho em mã số 14 nha. Mã tiếp theo lên cho em mã số 14 này. Mã số 14 nhá. Mà có size là từ màu hồng với màu vàng là 15 cân tới 18 cân cho em này. Màu hồng với màu vàng là 15 đến 18 cân. Còn riêng màu xanh là 15 cân cho tới 25 cân cho em. Mã này lên cho em là 14 nhá. Mã số 14 cho em 69.000 đồng cho em chất hô boy nhá. 69.000. Phạm Huệ cho em xin số điện thoại ạ. Phạm Huệ lên số điện thoại nào. Chị cu te đến gì ấy lên chưa? Phạm Huệ lên số điện thoại. Cúng cu te lên số điện thoại. Rồi mã này em đang cầm trên tay là mã số 14 cho em nhá. Màu xanh là 15 cân tới 25 cân cho em này. Váy phối màu cho em này. Chất liệu là thun boy dáng A, mặc rất là thoải mái luôn, không bị bó bụng nha mọi người nhá. Sale luôn 69.000 một cái. 69.000. Còn riêng màu hồng với màu vàng là size 15 đến 18 cân cho em. Màu hồng với màu vàng thì 15 tới 18 19 cân quay đầu cho em nhá. Còn màu xanh là 25 cân quay đầu cho em. Màu xanh 25 cân quay đầu. Hồng vàng là 20 cân quay đầu cho em. 69.000. Mã hàng này lên cho em là 14 đi. Mã số 14 cho em nhá. 69.000 cho em. 14 69.000 cho em nhá. Váy 35 cân có từ tự nhiên có 27 ok này. 27 cho Bảo Ngọc 3 cái ok này. Bảo 27 là cái gì đấy? Ok này, Bảo Ngọc có 27 ok này. Đưa lại cho mình xem màu này mới nhé. Màu gì? Rồi mã này lên cho em là mã số 14 này. 14 nha. Hồng vàng là 15 tới 20 cân. Còn riêng màu xanh là 15 tới 25 cân cho em. 69.000 một cái. Mã số 14 nhá. 14 69.000 cho em nhá. 14 này, 20 cân màu hồng vàng, còn màu xanh này là 25 cân quay đầu cho em. 69.000 một cái thôi ạ. Cái đi học đi chơi rất là đẹp luôn. Mỹ Xuyên có cái 14 này, mã số 14 nha mọi người nhá. Cái này là mã số 14 cho em. Tự nhiên có 14 ok này. Mã số 14 cho em nhá. 14 69.000. 69.000 một cái thôi. Mã số 14 69.000 cho em. Mã hàng số 14 69.000 đồng cho em nhá. Đó, đẹp chưa? Màu hồng vàng là 20 cân quay đầu nhá. Hai màu này là 15 tới 20 cân cho em này. Tầm 5 tuổi quay lại. 15 tới 20 cân, 5, 6 tuổi quay lại. Còn riêng màu xanh là 25 cân quay đầu, 7 tuổi quay lại cho em. 69.000, mã hàng số 14 cho em nha. 14, 69.000 cho em nha. Bộ LV giống vậy có tay không? Bộ LV có loại sát nách thôi ạ. Mỹ Duyên có 14 rồi nha. Rồi mã số 14 cho em. Chị nào lấy 14 thì comment 14 cho em nha. Vài nhà em không còn 20 cân đâu các chị ạ. Rồi mã này là 08 nha. Mã này lên cho em là 08 cho em cho chị nhìn một nước đấy. Mã này lên cho em là 08 nhá. 08 cho em size 15 cân tới 35 cân cho em. 15 cân tới 35 cân 08 này. 85.000. Mã số 08 85.000 cho em màu hồng này. Mặt sau có dây buộc thắt eo nhá mọi người nhá. Đây là mặt sau ạ. Đây là 08 đây nhá. 08 cho em màu
chiết Nguyễn này, ok này, Hà Trần có này, 85 nghìn một cái thôi, các chị vui lòng đi đơn hai sản phẩm trở lên nhé, ship từ hai cái trở lên nhá. Trâm Lê có rồi, ship từ hai sản phẩm trở lên nhé, một cái không ship đâu ạ. Rồi, mã tiếp theo này, 12 cân hả, lên cho em con này, cái này em tặng luôn cho chị luôn này. Mã tiếp theo lên cho em mã số 2 mấy em? Mã số 28 này, mã số 28 10 cân đến 15 cân cho em nhá. 10 cân tới 15 cân, mã số 28 cân cho em, 28 này. Cái này em sale với chị luôn, 59 nghìn luôn nhá. 59 nghìn, mã số 28 đi. Huyền Nguyễn có 08 thôi, ok này, size 13, 15 cân thì lên cái này cho em mã số 28 nha. 28, 59 nghìn. 28, 59 nghìn đồng cho em có màu hồng và màu vàng ạ. Chất liệu của nó là đùi tơ mềm nha mọi người nhá. Chất liệu là đùi tơ mềm cho em, mã số 28 ạ. Ok. Trần Thảo có 08 này, Lê Ngọc Yến có 08, ok này. Cũng cung te có 08, ok, vui lòng đi đơn hai sản phẩm trở lên giúp em với các chị yêu nhá. Một sản phẩm nhà em không có chốt đơn đâu nên là vui lòng đi đơn cho em 100.000 cho em với ạ. Rồi, mã này lên cho em là 28 nha. Mã số 28 cho em, full size là 10 cân tới 15 cân, từ 1 tuổi tới 3 tuổi mặc vừa. 59.000 một cái nhá, 59.000. Màu vàng với màu hồng này. Màu vàng và màu hồng cho em. Vàng và hồng, mã số 28 đi. Mã số 28 vàng hồng nhá. Mã số 28 vàng hồng, mã hàng kèm cân nặng kèm số điện thoại cho em đi. Quỳnh Thúy có 08 ok, Út My có 08 ok nhá. Bài Văn Tư có nhá. Mã số 28 nhá mọi người nhá. Cái này là mã số 28 nhá. Mã số 28 cho em, 59.000. Bé trai nhà em không có ạ. Bé trai không có. Thần Tài ơi, em không biết là được mấy cái đâu. Cái này các chị comment cái gì là em in để lấy ra thì em không biết được mấy cả. Em đứng ở trên đây em đọc thôi chứ em không biết là được bao nhiêu cân. Bao nhiêu cái. Thảo Huy này có 28 này. Mã số 28 cho em nhá. 59.000 một cái nhá. 20 30 cân. Thả lên cái 20 yếm này. Lên cho em mã 2 dây yếm nha mọi người nhá. Mã tiếp theo lên cho em mã số. Cái này là không có cái móc gì nó khác khác cái móc này à. Móc rồi lên cho em mã 2 dây yếm này. 2 dây yếm cho em nhá mọi người nhá. 2 dây yếm con này có sai cho bé này, treo cái móc này nó không đúng. Đây là cho một canh mặc đấy. Rồi mã số Linh lại cho một canh mặc thì cái nó 29 nhá. Rồi mã số 29 cho em size 15 cân à. 15 cân cho tới 30 cân cho em này. 15 tới 30 cân cho em hai dây này, hoa tơ yếm cho em này. Cái này sale luôn cho em với giá là em sale nhá, 69.000 một cái luôn. 69.000 đồng cho em. 69.000, mã này lên cho em là 29 đi. 29 69.000 cho em có màu hồng, màu xanh và màu cam nhá. Hồng xanh và cam cho em và yếm ạ. Tâm Nguyễn có 08 ok này, Thái Hương Nguyễn có nên số điện thoại đi chơi. Hiền Lê có không? Hiền Lê có 08 này, Phạm gì? Phạm Huệ lên số điện thoại nào. Phạm Huệ lên số điện thoại nào. Để cả cái đấy xin đẩy ra đây chứ còn đời. Cái đầu cắm cái đầu bên kia sang đây cho tao. Cắm nhiều. Răng ống thoại này cắm cầm bằng kia. Rồi ok. Mã này lên cho em bài yếm này. Rồi lên bài yếm cho em nhá. Đây bài yếm. Ố, đúng chứ. Cái đầu này là của cái thằng ấy chứ đúng không? Ok, lên váy giống cho em nhá. Đầu con trai như lại người con gái à. Chết dở nhỉ. Rồi, mã này lên cho em mã số 29 cho em váy giống nha các chị yêu nhá. Váy giống em tặng luôn này, 69.000 một cái nha. 69.000 có màu cam và canh đang mặc này. Màu cam và canh đang mặc cho em này. Rất là đẹp đấy, nhìn xa này, thấy chưa? Màu cam và canh đang mặc này, màu hồng này và màu xanh cho em nhá. 69.000 một cái size 30 cân quay đầu cho em ạ. Đây là số bé nhất này em. 5X. 5X bé nhất ạ. 5X bé nhất. Cái này là 35 cân quay đầu cho em nhá. 15 cân tới 35 cân quay đầu cho em. 15 cân tới 35 cân quay đầu mã số 29 đi các chị nhá. 29. Máy kẻ 30 cân hết rồi ạ. Chất này là hoa tơ, cái này là vân tơ nhá mọi người nhá. Cái này là
con sơ rất là mềm luôn ạ. Bên trong có lót này, bên trong có lót này, và cái phần ở ngực này là nó có chun này, nó có chun co giãn rất là mềm luôn á. Cái váy này đẹp đấy á. Đầm hoa phía trước là đầm hoa vàng hả? 29 cho chiên Nguyễn, ok. Phạm Huệ này, ok này. Chị Nguyễn Thị Hương này có 08, ok. Tâm Nguyễn có rồi, ok nhá. Mã này là 29 cho em canh đang mặc nha các chị nhá. Canh đang mặc 29 nhá. 29 cho Tiến Trần, ok này. 35 cân quay đầu, 15 cân tới 35 cân quay đầu cho em ạ. Số 29 nhá. 69.000 một cái, quá rẻ luôn. 69.000 màu xanh, màu hồng và màu cam cho em. Đây là màu xanh này, đây là màu xanh này, màu xanh này, màu hồng này, đây là màu hồng này, có 69.000 thôi nhá. Cái này thì bán 69.000, cái này nhập vào trên 100.000 nữa nào. Chị Kim bỏ cho xin số điện thoại đi ạ. Trời, bán cái váy lậu vốn nó chết sợ. Quỳnh Diễm có 29 này, Kiều Việt có 29 này, Tiết Nguyễn có 29, Tiên Võ 29 này. Tiên Võ lên số điện thoại đi nào. Tiên Võ lên số điện thoại này. Phan Bảo Nhất có 29, ok này. Tiên Võ lên số điện thoại đi. Váy mặc rất là nhẹ và rất là mát. Lại ra là bán 79.000 mới đúng, bán 69.000 là hơi bị nhầm giá. Thôi hôm nay giá chót đồng rồi, 69.000 nha mọi người nhá. 69.000 xanh hồng cam, xanh hồng cam 29, mã số 29 nhá. Mã số 29 nhá. Tiên Võ lên số điện thoại đi. 26 nhà em hết rồi chị Phương Nguyễn ơi. 26 hết rồi chị Phương Nguyễn nhá. Mã số 26 hết rồi. Cái váy màu kem sát ngay sát bên là mã nào vậy? Màu kem là mã số 05 nhá, 80.000. Thôi qua mã nha. Mềm mại. Mã này lên cho em là mã số 095 Ruby.
09 này Nam Dung Bi lên số điện thoại cho em với. Rồi ok 09 nha. Mã hàng 0969.000 cho em. Ly Ngọc Yến có này, Trâm Lê có 05 ok này, Ly Ngọc Yến là 09 này. Cái này là 09 màu trắng và 09 lên cho em màu vàng máy yếm nha mọi người nhá. 2 dây yếm cho em ạ. Cái 2 dây này là 2 dây bản to nên nó không bị gầy vai nhá. 2 dây bản to nên nó không bị gầy vai nha các bác nha. Mã hàng số 09 nhá, 09 nha mọi người nhá. 09 cho em. 09 cho em 69.000 đồng 32 cân quay lại ạ. 32 cân quay lại cho em nhá. Nó xong ở cái hôm nay cái máy này nó bị lóa nhá, sao chị không đọc chữ mà chị nhìn sai thì không thấy á. Bình thường mọi hôm nhìn nét. Hoàng Oanh có 092 cái ok này, váy dây đây đang lên váy dây đây ạ. À. Em bữa chị có cọc 500 này chị chốt luôn nha. Hương Trầm á. Hương Trầm cọc Hương Trầm là Facebook gì nhỉ? Dạ, chị Phương Hương Trầm là Facebook nào đấy? Có một chị cọc nhưng mà chưa là khách sĩ vô thôi. Số ok nhá. Mã số 09 nhá các chị ơi, mã số 09 cho em 69.000 một cái nhá. 32 cân quay đầu cho em nhá. 38 cân hôm nay hết mất rồi chị ơi, vài hôm nữa nhá, 2-3 hôm nữa sẽ có size đại. Rồi Nhỏ Hiền có 09 ok, bộ đùi em hết rồi ạ. À. Em ơi bộ đùi bên kia bộ ngẫu nhiên hết chưa? Mã hàng 09 nha mọi người nhá, mã số 09 cho em đi. Mã hàng số 09 69.000 một cái thôi ạ. À. 69.000 đồng cho em full size cho bé là từ 15 cân tới 32 cân nha. 15 tới 32 cân cho em nhá. À, chị Sĩ à, đúng rồi. Facebook là cái gì nhỉ? Quên mất xứ chứ. Chị nhắn vào Zalo cho em đi. Để em kiểm tra nhá mọi người nhá, chị nhá. Hi Nha có 09 ok nhá. 09 này 69.000 cho em nha. 69.000 cho em. Lanh Lê lên số điện thoại cho em này, Bùng Mính có 09 ok này. Lanh Lê lên số điện thoại cho em nào. Màu vàng và màu trắng cho em. 15 tới 32 cân, 15 tới 32 cân cho em nhá. 4 tuổi trở lên mới đến 9 tuổi quay lại mặc vừa. 4 đến 9 tuổi mặc vừa cho em, mã hàng 09 nhá. 09 cho em. Mã số 09 cho em nhá. Rồi chị nào lấy 09 thì comment 09 cho em nhá. À, 09 có tay không có tay, cái này không có tay đâu. Cái này săn lách. Săn lách mát lắm. Rồi mã tiếp theo cái này còn nhiều không em? Tặng luôn đi. Mã tiếp theo này. Quan ơi là Quan ơi. Mã 30 màu đỏ không nhiều màu vàng đi. Sai gì? Rồi lên tiếp cho em mã hàng số 30 này. Mã hàng số 30 cho em này. Con này có size cho bé là từ mã số 30 nhá. Full size là từ 20 cân tới 27 cân cho em. Mã số 30 này. Sale luôn cho em 79.000 một váy nhá. Váy tầng cho em ạ. Chất liệu của nó là von Hàn Châu. 79.000 mã số 30 nhá. Ở phần eo này có chun mềm này. Tay hến nha mọi người. Cái này là tay hến cho em mã số 30 đi. Lên con này là mã số 30 cho em. Mã số 30 cho em nhá. Váy 3 tầng mã số 30. Đảo Loan có 09 rồi ok nhá. À bữa con em chọn bị mất điện thoại luôn. Chị inbox vào số Zalo này của em và gửi cái thông báo mà chị chuyển khoản tiền cho em với nhá, để em kiểm tra xem nhá. Tại vì là bây giờ đây là cái bếp mới mà khách mới thì em thấy chị tên này lại lại. Rồi mã số 30 cho em, size 20 tới 27 cân cho em ạ. Từ 5 tuổi tới 7 tuổi mặc vừa cho em cái váy này nhá. 5 tới 7 tuổi cho em ạ. Bắt đầu từ 20 cân cho em này. Ở phần trước ngực có nơ cho em này. Chất rất là mát. Cái này là chất liệu là von Hàn Châu và nó không bị nhăn. Cái này nó không bị nhăn nhá mọi người nhá. Sale luôn 79.000 một cái nhá. 79.000 cho em. Màu vàng và màu đỏ cho em này. Màu vàng và màu đỏ cho em. Mã số 30 ạ. Mã hàng số 30 nhá. Mã hàng số 30 cho em. Chị Nga Nga lên số điện thoại đi ạ. Link sang lấy cái sạc pin cho chị nhá. Hoàng Thị Nga Nga lên số điện thoại nào. Thúy Thúy Trần có 09 này, Nguyễn Bến có 30 ok này. Bảo Ngọc có 32 cái ok này. Nhanh lên em, không có hết pin mất em. Mã số 30 nhá mọi người nhá. Mã hàng số 30 có Hoài Thu. Chị Hoài Thu này hôm trước thì không nghe máy phải không nhỉ? Đúng không? Hôm trước có phải chị Hoài Thu nghe máy và đặt rất nhiều luôn. Hoài Thu có 30 ok này. Thế nhưng mà các chị xác định mua là nhớ phải lấy điện thoại nha các chị yêu nhá. Mã số 30 cho em full size là từ 27 cân quay lại, 20 tới 27 cân cho em. Chất mềm lắm, cái này không bị nhăn đâu ạ. Cái này chất liệu em cam đoan với các chị là không nhăn luôn. Bao kiểm tra
cho em. Mã số 30, 79.000 đồng cho em nha. Hoài Thu có này, ở Hoàng Thị Nga Nga có 30, ok 2 cái này, 13 cân lên luôn. Thân Nguyễn có 09, ok 2 bộ này. 45 cân hôm nay em hết rồi chị yêu ạ, 45 cân hôm nay em hết rồi. Mã số 30 nhá. Ok, gấu mìm bờ đầu có 30, ok này. Mã số 30 cho em, đẹp quá. Mã hàng số 30 có 69.000, không rồi. À 79.000, 79.000. Sao lại có 2 cốc? Để bên kia. Mã cốc bên em. Chị cũng chưa cảm ơn em. Nhưng mà biết chị mà biết em mua là chị mua trà đào cam sáo. Tại vì chị đang giảm béo. Rồi. Chị lại giảm béo. Từ trên live mình không muốn bóc phốt nữa hiểu không? Để làm sao? Đang live mình không muốn bóc phốt nữa. Rồi lên cho em một con váy này. Cái này là size gì đấy em ơi? Bạn Mimi vớt đá vớt. À rồi không cần người. Quấy quấy cho chị cái đi. Rồi mà tiếp theo. Cái này em tặng tặng tình thân luôn này. Size cho bé là từ 12 cân này. Cái này số bé nhất đúng không? Cái này là phải từ 13 cân. 13 cân tới 20 cân 5 tuổi quay lại này. Từ 2 tuổi tới 5 tuổi quay lại cho em. Mình quấy hết cái đường đen đen này chị. Rồi em xem luôn con này cho em với giá là tặng nhá 59.000 luôn này. 59.000 mã số 31 cho em đi. 31 nha, 31 cho em này. Đảo Loan có 09 này, cho mình xem hay cái gì. Nhà em không có 50kg đâu các chị ơi. Không không có chị Nguyễn Thị Quế ạ, mấy hôm là mới có nhá. Mã này lên cho em là 31 đi, mã số 31 cho em nhá. 31 váy cổ nơ ạ. Cái này váy nơ này. Full size là 12 cân này. Từ 2 tuổi trở lên cho tới 20 cân 5 tuổi quay lại cho em với giá 59.000. Cái này em tặng nhá. Cái này em tặng là 59.000 luôn này. Đấy, tặng chia cho những chị có đơn rồi này. 59.000 giá baby doll, chất liệu của nó là thô mềm màu tím trắng rồi cơ. Rất là sang luôn ạ. Cái này màu tím trắng nên là mặc nó không bị đen nha mọi người nhá. Vì là nó phối những cái hoa màu trắng cho em này. Mã hàng lên cho em là 51 đi. 51 nha. Chị Loan. Chị Ngô Thị Bích Loan lên số điện thoại đi chị ơi. Ngô Thị Bích Loan lên số điện thoại nào. Cái mã 30 thì em 16 cân. Ngô Thị Bích Loan lên số điện thoại này có 092 máy lên số điện thoại này. À, Phạm Huệ có 09 này. Ô, đó 16 cân đó. À 30 mã số 30 này. Vừa 19 cân thôi. Không vừa hàng 16 cân, 16 cân rộng lắm không mặc được đâu. Ngô Thị Bích Loan lên số điện thoại cho em với. Cho xem kẻ sọc có tay đi shop, kẻ sọc có tay bé nhà mình là bao nhiêu cân đấy em xem có vừa không? 31 chị ơi, không phải là 21. 31 nha, mã số 31 váy tím cho em nhá. Đây là 31 nha các chị yêu ơi. Cho mình mấy cái dây hoa sau lưng. Ok chị. Rồi các chị cứ chốt xong những cái em đang lên thì đã rồi qua mã nhá. Thấy chị Dung Vũ này, thấy chị Dung Vũ bây giờ mới thấy này. À, mã số 31 nha. Lên con này cho em 31 59.000 cho em 20 cân 5 tuổi qua lại cho em nhá. Cao Nguyên có 14 rồi ok này. Sao đang lên 31 lại ra cái 14 rồi. Các chị chốt đúng số cho em với các chị yêu nhá. Comment đúng số cho em mới không có làm nhầm số là đưa nhầm mẫu ấy. Mã số 31 cho Kim Chi ok này, 12 tới 20 cân cho em nhá. 12 tới 20 cân cho em. 12 tới 20 cân cho em với giá là 59.000 nha mọi người nhá. 59.000 cho em, mã số 31 cho em ạ. Full size là 12 cân là từ 2 tuổi cho em mới mặc vừa đấy. Tại từ em không có 30 cân như mẫu thế này đâu. 20 cân quay lại, không có 30 cân đâu, 20 cân quay lại nhá, mã số 21 nha. À 31 nha, 31 nha, mã số 31 cho em. Rồi qua mã nhá, chị nào lấy 31 còn em 31 đi. Rồi lên cho em đặt cái này chị xem. Đuôi cá này, phải đuôi cá này. 06 á. Rồi lên cho em con này mã số 06 này. Mã tiếp theo nhá. Đang bảo mắt. Mất công đi bộ ba hôm nay rồi. Nó công nhận sữa nha, từ này sớm nha. Đâu chị đi buổi chiều mà. Chị đi làm xong rồi chị đi mà. Đi mình. Mã tiếp theo lên cho em mã số 06 nhá. Chị xuống đồng dưới đây. Chị Phạm Hoài Chi cho em xin lại số điện thoại đi ạ. Phạm Hoài Chi lên số điện thoại đi chị yêu ơi. Phạm Hoài Chi lên số điện thoại cho em này. À, hai đầm rồi bộ đùi đi em. Hai đầm rồi bộ đùi đi. Bộ đùi không biết có còn không cơ. Mã tiếp theo 31 là 59.000. Và mã này lên cho em là 06 váy đuôi cá
cao cấp mà tặng có 59.000 ấy. Tặng 59.000, mã số 06 cho em nhá mọi người nhá. Mã này lên là 06 59.000 đi. 06 59.000 cho em nhá. Thu Trang có 09 rồi, ok, 32 cân ok này. Mã này lên là 06 ạ. 06 cho em, 09 là cái gì mà có 32 cân đấy. À rồi. Rồi ok nhá. Mã này lên cho em đuôi cá 06 cho em nhá. Cái này cháu nhà em mặc đẹp lắm. Cái này cháu nhà em mặc rất là đẹp luôn á. Chất tơ cao cấp cho em nhá mọi người. Full size là có một loại size là 15 tới 17 cân và một loại là size 30 cân cho em, 59.000 một cái thôi. Cái này là tại còn 5 cái với tặng 59.000 chứ bình thường không có giá 59.000 em đi nhập cũng không được ấy. 59.000 mã số 06 nha mọi người nhá. 06 nhá. À, không vừa mã 37 bỏ mã 30 Phạm Huệ. 31 nhà chị mới là không vừa. 31 là mới không vừa nha chị Phạm Huệ nhá. 31 mới không vừa chứ không phải 30 đâu. 31 mới không vừa. Rồi mã số 06 nha các chị nhá. 06 59.000 cho em. 06 59.000 cho em nhá. Đây cái hai bên này là mã số bao nhiêu em? Đọc cái hai dây để chị mất. Mã tặng 21 85.000. Rồi cái này lên cho em là mã số 21 này. 06 này lên cân nặng thì các chị nhá, lên cân nặng này. Lê Hạnh có 28 cân, 06 này Thảo Loan có này. Cho mình xem váy có tay màu vàng gần tường phía sau bạn. Có tay màu vàng gần tường. À đây hả? Ok chị. À cái đấy 22 cân không biết là 22. Không biết 22 cân cái đấy có còn không cơ nhỉ? Rồi mã tiếp theo lên cho em mã số này là 21 này. Mã số 21 cho em cái này nhá. Full size cho bé là từ váy bèo 2 dây này 15 cân tới 35 cân cho em giá 85.000. Mã số 21 cho em nhá. 2 dây bèo này. Hai dây bèo cho em mã số 21 cho em có màu hồng nhạt này. 21 lên cho em màu hồng đậm này. Màu hồng đậm cho em mã số 21 85.000 cho em nhá. 85.000 này. Đó, 21 hồng đậm hồng nhạt này. 21 lên cho em màu cam này. Màu cam cho em này, mã số 21 này. 21 lên cho em màu đỏ này. Màu đỏ cho em 15 cân tới 35 cân cho em này 85.000 nhá. 15 cân tới 35 cân cho em 85.000 đồng cho em. Mã số 21 cho em nhá. Màu vàng này. 21 lên cho em màu vàng này. Màu vàng cho em nhá. Tông màu vàng, vàng đậm vàng nhạt cho em ạ. Vàng đậm và vàng nhạt cho em. Mã hàng số 21 cho em nhá mọi người. 35 cân quay đầu, 15 cân tới 35 cân quay đầu cho em. 85.000 cho em nhá. Chiết Nguyễn có 21 rồi ok này. 06 thì em hết rồi. 06 hết nha. 06 hết rồi nhá. 06 hết các chị chuyển sang hàng này đi. 06 hết rồi ạ. Váy váy đỏ kẻ sọc phía sau đi shop. Rồi ok, đợi em xíu nha mọi người ơi, đợi em một xíu xíu đi. Rồi mã này lên cho em là 21 cho em đi. Mã số 21 cho em màu hồng nhạt này. 21 lên cho em hồng đậm này. Váy bèo 2 dây rất là đẹp luôn ạ. Cái này chất liệu của nó là tơ mềm cho em nhá. Hàng tơ cao cấp cho em. Mã số 21 hồng đậm này. 21 lên cho em màu cam này. 21 màu cam này. 21 lên cho em màu đỏ này. 85.000 cho em thôi nhá. 85.000 đồng cho em, vui lòng đi đơn hai sản phẩm trở lên giúp em với ạ. 21 lên cho em màu vàng này. Đó, có tông màu vàng cho em váy này đẹp lắm. Dáng baby doll cho em rất là dễ chịu, mặc rất là thoải mái và rất là mềm luôn. 21 tông màu vàng cho em nhá. Màu hồng, màu vàng và màu cam cho em nha các chị yêu nhá. Hồng vàng cam cho em 85.000 một cái thôi, hàng 280 giờ em sale của 85.000 một cái thôi nhá. Mã hàng kèm số thoại và kèm cân nặng cho em nhá mọi người. Thị Hương Nguyễn có 21 ok này, Loan Nguyễn Bích Loan có 21 rồi ok nhá. Mã số 21 nha, chị nào lấy 21 thì comment 21 cho em, 85.000 nhá. 85.000 cho em. 85.000 được. Lên cho em cái màu vàng này hả? Rồi mã tiếp theo này. Mã tiếp theo lên cho em mã số mấy đây? Mã số 32 này. Mã hàng số 32 size gì nhỉ? Rồi mã số 32 cho em size 15 cân tới 20 cân cho em này. 4 đến 6 tuổi mặc vừa cho em, 20 cân quay đầu. Mã hàng số 32 này. Em tặng luôn 69.000 nhá. 69.000 đồng cho em. Mã số 32 lên con này cho em là 69.000 đồng. 32 69.000 cho em này. Váy nơ ngực này. Cái này nơ liền nhá. Nơ liền cho em. Tuyết Nguyễn có 21, Kim Chi 21 này, Ni Thị 21 ok này. Các chị nhớ là đi đơn hai sản phẩm cho em với nhá. Đặc biệt quá cảm ơn chị Lê Thị Thanh Thúy nhá. Rồi mã này lên cho em mã số 32 ạ. 15 tới 20 cân cho em. 15 tới 20 cân cho em 69.000.
69.000 đồng cho em hàng 108LC 69.000 tay hến nhá mọi người nhá. Nơ này là liền cho em ạ. Cái này là nơ liền cho em này. 69.000 đồng một cái nhá. 69.000 cho em. Mã số 32, 32 nhá. 32 cho em 69.000 đồng cho em thì nó mới thì comment 15 tới 20 cân. 15 tới 20 cân cho em. Còn cái mã này là không mấy đấy. Cái sóc này là không. Rồi sau này lên trên là 04 nhá. Cái sau này lên trên là 04 này. Mã này lên trên là 04 cho em này. À, full size cho bé là từ mấy? Ai báo mình nhỏ thế? Thì lúc nãy người ta chọn hết rồi. Lên cho em con này nhá. Chị Lê Thanh Thúy lên số điện thoại đi chị ơi. Lê Thanh Thúy lên số điện thoại Kiều Việt có 32 ok này. À, cái đỏ rồi lên con này cho em này. À, Lê Thanh Thúy lên số điện thoại. Mã số 04 cho em size 15 cân tới 20 cân cho em. Cái này 69.000 đúng không? 69.000 đồng cho em. Mã số lên cho em là 32. 32 à quên 0404 nhá. Nhầm mã. 04 cho em này. Màu đỏ này 04 lên cho em sọc xanh này. 04 lên cho em sọc nâu này. 15 tới 20 cân cho em 69.000. Mã hàng lên cho em là 04 nha. Mã số 04 cho em 69.000 cho em nhá. Các chị lên số điện thoại, lên Thanh Thúy lên số điện thoại cho em đi. À, Nhiên Nguyễn có 32 ok. Mã này lên cho em là 04 nhá mọi người nhá. 04 sọc nâu này. 04 cho em sọc xanh này. 04 lên cho em này. Màu sọc đỏ cho em này. Mặt sau là có dây buộc thắt eo nhá mọi người nhá. Mặt sau có dây buộc. 69.000 một cái nhá. 69.000 đồng cho em. Mã hàng 04 cho em. 04 nhá. Ok này, Nguyễn Hương có 21 ok nhá. Quần áo nhá, nhà em chuyên váy chị yêu ạ. À, Kim Giang Cái Thị này có 21 rồi ok này. Mã số 04 nhá, con này là 04. Các chị yêu cố gắng đi đơn từ 2 sản phẩm trở lên cho em với nha các chị nhá. Đi đơn từ 2 sản phẩm trở lên cho em với nhá. Một sản phẩm nha em không có chốt đơn nha mọi người. Lưu ý đi đơn 2 sản phẩm trở lên cho em với á. Rồi mã này lên cho em mã gì đây em? Mã trắng này, 07 à. Đúng không? Mã tặng ngọt quá à. Đợi em xíu nha, uống ngụm nước nha. Rồi lên mã tiếp theo cho em này. Mã hàng tiếp theo lên cho em mã số 18 cho em nhá. Mã hàng số 18 cho em. Comment là 18 cho em. Thêm dịu lên số
thoại cho em đi. Lê Dịu lên số điện thoại là Minh Tuyết này, chắc Thoboy nhá mọi người nhá. Cái này là Thoboy mềm nha mọi người nhá. Lê Dịu lên số điện thoại mã hàng số 18 cho em này. 69.000, 70.000 cho em. 70.000 cho em nhá. Rồi lên cho em một con này. Chị Hữu Bình An lên số điện thoại y tế. Đây cái này có tay nữa đâu. Mua cái bộ này có size gì đây? Rồi bộ này lên cho em size 17 cân đến 20 cân cho em này. Mã tiếp theo mã số 33 bộ sớ nhá. Bộ sớ tặng luôn cho em bộ này 60.000 luôn. Bộ sớ còn mấy bộ sale 60.000. Các chị lên số điện thoại đi Lê Dịu và chị Phà Hiếu Bình An lên số điện thoại nào. Xuyên Huynh có 04 thôi ok này. Các chị lên số điện thoại đi Lê Dịu và chị Hiếu Bình An lên số điện thoại cho em. Rồi mã tiếp theo lên cho em mã số 33. Đúng không? Mã hàng số 33 cho em này. Con này có size cho bé là từ 17 cân cho tới 20 cân cho em. 17 tới 20 cân cho em, 4 đến 6 tuổi mặc vừa nhá. 4 đến 6 tuổi mặc vừa, bộ này cho em 60.000 một bộ. Còn 5 6 bộ em tặng 60.000 luôn. Quần sớ cho em này. Đây cái này là quần sớ cho em nhá mọi người nhá. Quần sớ này. Áo có bèo ở bên dưới cho em này. Cổ tròn. Mã số lên cho em là 33 nhá. Mã số 33 cho em nhá. Là thị tín Phạm này. 18 không có 35 cân nhá, 18 không có 35 cân đâu. Lê Dịu rồi ok 24 cân này. Mã số này lên cho em là bộ số này 60.000 một bộ nhá. Bộ số 60.000 cho em. Mã số 33, bộ số là mã số 33 cho em nhá. Mã số 33 cho em nhá. Cho em mã số 34 nhé mọi người nhé.
69.000 đồng cho em nhá. 69.000 đồng cho em. Mã hàng số 34 cho em nhá các chị nhá. Mã số 34 69.000 đồng cho em. Chị nào lấy thì comment 34 cho em nhá mọi người. 30 cân 32 cân quay đầu cho em ạ. 69.000 cho em. Tuyết Nguyễn có 34 này. Áo dài tay em hết rồi. À chưa có áo dài tay nhá. Áo phông em hết rồi ạ. 34 cho Lê Dị rồi ok nhá. Mã số 34 cho em nhá các bác nhá. 34 ạ. Mã số 34 này. 15 cân tới 32 cân quay đầu cho em. 15 tới 32 cân quay đầu cho em. 69.000 một cái thôi ạ. Hàng 180 giờ sale 69.000 nha mọi người nhá. Bao kiểm hàng cho em. Đi đơn từ 2 sản phẩm trở lên giúp em rồi nha mọi người. Cố gắng đi đơn từ 2 sản phẩm trở lên cho em nhá. Màu vàng này. Màu hồng này. Mã hàng số 34 cho em nhá. Mã hàng số 34 cho em. 69.000 tụi em qua mã nhá. 34 69.000 cho em. Rồi lên tiếp cho em này. 08 hả? Ok Lê Dịu có 34 rồi ok. Ship toàn quốc là 30.000 các chị ơi nhé. Em không miễn ship được. Rồi cái này lên cho em đây là 08 nhá. Đây là mã hàng 08 cho em đây. 08 size cho bé là 15 cân cho tới 20 à 35 cân. Mã hàng 08 cho em đây ạ. 08 là váy bèo 2 dây nhá mọi người nhá. Chất liệu cũng là winter cao cấp cho em này. Đấy rất là đẹp luôn, mặt sau có dây buộc thắt eo. Mã hàng 08 size 15 cân tới 35 cân cho em với giá 85.000 đồng nhá. 85.000 đồng cho em. 08 lên cho em màu hồng này. 08 lên cho em màu xanh này. Màu xanh cho em mã hàng 08 này. 08 lên cho em màu trắng này. Màu trắng cho em mã số 08 này. 08 lên cho em màu be nhá. Màu be cho em mã số 08 cho em 85.000 nhá. 85.000 cho em 08 nhá. Mọi người đặt rồi thì không phải đặt lại đâu nhá. Gấu MN có 34 rồi ok nhá. À, váy cổ kẻ phía sau. Kẻ phía sau là mã số vừa đọc là mã bao nhiêu nhỉ? Vừa lên 6 á. Kim Anh Nguyễn Thị có 34 rồi ok. Mã này lên cho em là 08 85.000 34 35 cân quay lại nha mọi người nhá. Mã số 08. Kiu Lê, à, xem váy hồng và váy xanh. Váy hồng và váy xanh là mã số 08. Đây chính là Kiu Lê nhá. Mã số 08, đây là 08 nhá. Lê Trang có 34 rồi ok nhá. 12-13 cân có 08 màu be màu trắng này. 08 lên cho em màu xanh này. Màu xanh này. 08 lên cho em màu hồng này. Màu hồng này. Màu hồng cho em mã hàng 08 nha. 08 cho em. 08 cho em 85.000. 12-13 cân ạ. Đó đấy. Cho các chị luôn này. 35 nhá.